Thế cái ăn gì con mới ăn ăn xong mà ăn gì nữa? Đói bụng gì mới ăn xong mà giờ đói bụng cả. Không ai nhỉ. Đi vô phòng đi, đi vô phòng rồi vô. Nè. Đi vô. Nhớ mở cái điện thoại tình đi. Điện thoại tình đi. Mới vừa ăn xong mà đói bụng bánh à? Nhưng mà không đói bụng bánh và không đói bụng cơm đúng không? No cơm còn đói bụng bánh không? Hello cả nhà nha. Có thể không chị không được. Hello cả nhà nha. Huyền ơi, có cái bao hàng xả chỗ cái cầu thang nó vứt lên trong tôi cái nào chỗ mẹ con có cái bánh tô nè. Thế bánh là bánh gì? Bánh gato. Trung thu. Trung thu. Trung thu chứ bánh gato ở đâu? Trung thu bánh gato. Trung thu bánh gato vậy hả? Đúng rồi. Hello cả nhà nha, con chào mấy cô chưa? Không ai. Xíu nữa nè, con chào mấy cô chưa? Con chào mấy cô, muốn ăn được hả? Ăn được. Xíu nữa ăn. Mày quá ăn ăn. Mày muốn ăn. Mới vừa ăn cơm xong thì giờ đói bụng. Chúng đói bụng bánh quá. Mày muốn ăn. Hả? Mày muốn ăn. Xíu nữa đã. Đói bụng bánh quá, chị em mình chia sẻ lên hết chưa? Đói bụng bánh quá. Ừ, biết rồi. Muốn ăn. Muốn ăn rồi. Không, nhưng muốn ăn bánh trung thu. Đi, 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 đi. Nhét chỗ ai? Bây giờ nhét chỗ ai? Không kể. Lộn 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 nó lộn xíu thôi mà có gì đâu có chị ơi cười lên không có khóc nhưng mà mẹ nói nhầm nhím chỗ ai của mẹ nhím của mẹ với ba mà ở tớ nó ba với nhím mà thế tớ nó ba với nhím mà thích nhím không? Thích. Bảo ba chạy 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 nhím mà. Muốn ăn bánh trung thu. Xíu đã. Lên nha dẹ mình ơi. Lên nha. Cá bò đẹp quá. Xíu đã tính sau. Bán hàng cái đã. Mà mẹ ơi. Giờ bán hàng mới có tiền mua bánh trung thu. Hello chị Bông Nguyễn, hello chị Lê Thùy nha. Được không? Chị nào vô rồi. Hello cô bốn kìa, cô bốn kìa. Cô bốn cây nhím cưng kìa. Đây nè, đây nè. Đây nè. Con hello cô bốn đi. Bây giờ cô bốn. Cô bốn không nói chuyện. Cô bốn không nói chuyện chiều điện. Nhưng mà nếu muốn ăn bánh trung thu. Lừa cho chị mấy cái váy bào hả? Váy bào hình như là mình còn mấy cái váy dạng dạng sung á Huyền này. Bánh trung thu. Thấy gì váy sung ấy. Trời ok. Lên nha dẻ mình ơi, lên nha. Cái gì kiểu gì nó nghiêng nghiêng này ta? Chia sẻ hết chưa? Chị em mình có chia sẻ hết chưa? Cái chị này hình như hôm qua có đơn nè Huyền ơi. Thị Yến Phạm. Mẹ ơi ăn được không? Có không? Ăn chứ mà. Bà pha nước cam được kìa. Mà pha nước cam chứ, được ăn trung thu chứ. Ăn trung thu đã à? Rồi nha chị em mình ơi, chia sẻ hết chưa? Rồi.
con nói nhiều quá. Tính sao? Đi lại ba, mẹ đang bán hàng con thấy không? Chờ em xíu chị ơi. Mình có mấy cái chị Duyên ơi, Duyên mình có mấy cái máy xung nó chấm bi nè, Huyền biết á. Có theo. Không phải chấm bi, hoa nhí á. Hoa nhí cái nó là bào đi. Chưa đi vợ, nhưng mà Nguyên nói là sẽ không gom với những cái đơn cũ. Để tắt hẳn cái đơn đi để ra chốt đơn cho nó giúp chứ chị em mình cứ ngày Nguyên like ngày nào cũng like cái chị em mình cứ gom để chị coi cái like này để chị coi cái like kia. Nó gom vô nhiều không có chốt đơn được. Nha chị em mình ơi, tắt hẳn ra đi chị em mình ơi, chứ đừng có gom dồn miết là cuối cùng không giúp đơn để chốt đơn được chị em mình ơi. Chứ ngày nào cũng lao hết mà ngày nào để giờ em like để chị chốt thêm là gom đơn cũ vô là không phải đơn được. Đem có một cái ngửi. Đây nè, cái này lên bán tặng luôn nè chị nào bầu bé. Nói chung cái này không cần bầu đâu, không cần bầu nhá chị em mình, mang vẫn ok luôn. Cái này dặn váy sung mà sao chị em mà 60 vẫn mang ok. Dặn đuôi cá váy sung nè, cái này cũng còn được vài cái, xây 60 vẫn mang ok. Cái này xinh lắm luôn, cái này đang sale là 125 nghìn, bán tặng nốt luôn cho chị em mình luôn nha. Cái này còn vài cái bán tặng luôn cho chị em mình. Mã này là mã 89k luôn nha. Chị nào ưa cái này thì lên luôn dùng Nguyên. Đây chị nào ấy tranh thủ lấy con này bao đẹp luôn. Cái này Nguyên đang sale 125 nghìn, bán tặng nó luôn chị em mình 89k. Còn mỗi màu này, còn mỗi màu này thôi này. Đấy chị nào ưa cái này lên luôn cho. Mã này là mã 89, con này đẹp lắm, dạng váy sung nhá, dạng váy sung. Chị nào lấy thì lên. Đấy, bỏ xuống đó cho Nguyên. Rồi lên luôn dùng Nguyên con đầu tiên, cái này bán tặng. Mới lai tối có thể gom. Còn ví dụ như là trưa qua hoặc là các lai cũ Nguyên không gom nữa nha. Trưa hôm qua hoặc các lai cũ là em không gom nữa. Lưu ý luôn dùng Nguyên. Rồi lên luôn dùng mã tặng vô đi. CS. Đây này chị này là chị xã. Hàng 595.000 nè. Hàng 589.000. Bộ vô đi nè. CS nha chị em mình ơi. Cái này là CS nha, bán tặng luôn cho chị em mình mã này. Comment mã này là mã tặng 65kg á. Bầu to sợ em sợ không vừa đâu. Bầu to em sợ không vừa đâu nhá. Em không, em hết rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã này là mã tặng bộ xịn đi. Một bộ nhá. Comment lên luôn dưỡng mã 110. 110 luôn dưỡng Nguyên nha. Nguyễn Hồi Thương. Không bán tay chục, cái nó bán 155.000 năm cái. Ừ. Nó đang hết. Không. Chiếc găng ấy, chiếc sâu găng ấy là mới 180. Chị chốt cho chị nào có logo người chia sẻ. Đây luôn những mã này là mã tặng 110, hàng này chị em mình nè. Hàng này là hàng 589.000. Được chưa? 589.000 bán tặng cho chị em mình cái này luôn. Chốt mã 110. Không phải mình hết rồi. Mình hết cái hàng găng đó rồi. Ok Cúc Thái. Ủa Cúc Thái thấy có hai bịch nó đâu thấy nhiều ta. Chốt cho chị nào có logo người chia sẻ thôi, đúng không? Mới có ít mà. Bộ xịn cho chị Đặng Yến Ly. Bộ xịn cho chị Đặng Yến Ly. Đặng Yến Ly. Rồi lên luôn dùng mã này. Chốt mã 40 luôn dùng Nguyên. 40 nhá. Hàng bom thì em chỉ lên cho những chị nào có logo người chia sẻ. 40 size 55. Chốt mã tặng gấu đen. 40 size 55. Comment mã 40 và size 55 luôn dùng Nguyên tặng gấu đen nha chị em mình ơi. 40 size 55. Chốt mã tặng bộ nam. Size này dành cho các anh nam nào 57kg đổ về. Chốt mã này là mã 40 luôn. Comment mã tặng bộ 40 luôn dùng Nguyên. Size này dành cho nam 57 đổ về size M. Bộ 3D này, hàng này hàng Nguyên sale 59.000 là giá nhà Nguyên sale thôi. Còn ngồi người ta không sale giá này đâu. Lên bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Nha, bộ đó mấy ký vừa. Mã nào chị em đọc số ký hết. Bộ gấu là size 55 đổ về. Nha. Rồi lên luôn dùng mã bộ nam luôn dùng Nguyên cho nó rõ mã. Bộ nam. Lên mã tặng bộ nam. Bộ nam em chỉ chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi. Cho sang sang. Cho sang sang. Nha chị nào chưa chia sẻ bỏ qua những cái mã hàng sale đầu like như vậy mà thôi. Nha, trong like và những cái mã gì em gọi là em xả lỗ thì em cũng chỉ chốt, ưu tiên chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi. Và tương tác thôi.
nha. Con này lên luôn những mã này là mã tặng 39. Tặng 39. Size này chị em mình bao nhiêu ký cũng được. 60 62 mang vô tư. Bra tặng 39k luôn, dùng nguyên bra. Bra tặng 39, chị nào bra tặng 39 lấy mã bra tặng 39. Bra tặng 39. Bộ này em hết rồi chị Lê Thị ơi. Đơn của chị Lê Thị nó hoàn về nó cho đi đơn lại. Rồi lên luôn những mã này là mã tặng ship nam, cái này có 3 hộp. Thì là chốt hẳn 3 hộp luôn, hoàn tráng chưa? Chốt mã này là mã tặng 40 luôn dùng nguyên. Thôi giờ chịu nhé, hộp mà giờ có 6 triệu nhé. Rồi lên luôn những mã tặng ship nam. 40k nốt, 3 con. Để mang đẹp thì tầm 65 nhé, nhưng mà cái này giảm nhiều, có anh thì 80 cũng mang ok, nhưng mà 80 căng quá thì nó tụt chỉ. Sợ căng quá trẻ mà những đồ giảm này, sợ trẻ mình mà nam mà căng quá là nó sẽ sụt chỉ, nhưng mà chốt đến 65 thôi nha, sụt vải vải này mềm lắm nha. Lên luôn những mã tặng nam 3 hộp cho chị Ngô Thị Chanh, cho chị Hà Đỗ. Ngô Thị Chanh, Hà Đỗ, Tiết Ngô. Có cái trang hộp này kệ này. Hà Đỗ này. Hộp hơi xấu rồi nha. Hà Đỗ này, Tiết Ngô này. Tiết Ngô này, ok này. Trời ơi, thôi kệ nha chị em ạ. Quan trọng cái bên trong nha. Tặng kiếp su luôn dùng nguyên này. Tặng kiếp su nha. Đây mã tặng kiếp su. Còn em mã này là mã 99k luôn, 95k nốt luôn. 95k luôn 10 con. Su xịn luôn dùng nguyên nè. Su xịn chị chốt cho chị nào có logo người chia sẻ, cái này 55 đổ về thôi chị em mình, để cái số ký dùng nguyên nha. Comment lên luôn những mã này là mã tặng gen. Chốt lên luôn những mã này nhầm. Kiếp su luôn dùng nguyên nhé, 95. Ok. Đơn mới lúc tối từ bên nhà Nguyên sẽ gom lại, còn vì chưa chốt tới, còn những cái đơn mà đang chốt đơn là không gom để trẻ mà nhá. Để cho chiếc xu cho chị Nguyễn Thu Lan. Cho chị Nguyễn Thu Lan, những cái điện thoại thì nhiên hiểu qua bên con. Đây. Con quan trọng đó, mình có hình màn hình đi. Có chỉnh rồi đó. Chỉnh rồi hả? Thấy ngủ nhiên. Còn nhìn cái điện thoại. Nó này nó cái cài cái tủ rồi kia nó gì đó. Đó, nó cài. Đi vô. Xí qua lại. Ok chị Tiết Ngô nha. Comment mã này là mã tặng quần, size này dành cho chị em mình 55 đổ về. 55 đổ về, hàng này hàng sale 89 bán tặng luôn chị em mình, mã này là mã tặng 6 59 luôn. 59 luôn. Bra hết rồi chợ. Con này size 55 đổ về nè. Nha, Nguyên lên luôn cho chị em mình con này, lên luôn những mã này là mã tặng 59. Còn hàng này hàng chạy 125. Đấy hôm bữa sale 89k. Mới nhận hàng 155, em hết rồi đấy. Em hết rồi đấy. Đúng là hàng xịn quá đúng không? Hàng người ta bán cái shop nó bán tiền trăm. Xong nó sale còn 70 mấy nghìn một con ấy, tách lẻ ra 70 mấy nghìn con. Nhưng mà Nguyên không về nhiều. Không về nhiều. Anh Trần ở đây. Anh Trần không có đơn. Lên luôn những mã tặng quần công sở. Tặng quần công sở tặng 59k luôn dùng nguyên 59k. 59k tặng công sở. Có con váy. Chị em mình vô xem like, tranh thủ ví dụ như cái like này chốt được một cái thì tranh thủ ngày nào cũng like hết đấy. Gom thêm cái để đi đơn. Chứng cho Lê thì. Chứ không là đến lúc chốt đơn cứ có cái thôi xả đơn rất là mệt. Con này CS tặng Nhung 49k luôn. Còn là Nhung xịn nha. Này chị em mà nhìn nè, công sở em hết rồi nha. Chia sẻ lên nha. Chốt lên luôn những mã tặng váy Nhung CS. Nguyên bán luôn cho chị em mình 49.000 nha. 49.000. Chị nào lấy? À chị Duyên ơi. Xả còn mấy cái túi đằng trước nè. Cho lên bán tặng luôn. À bóc lại à. La bóc lại à. Còn 30 mấy cái. Còn nhiều chị thấy đỡ gì Trần Duy. Mua hàng ví dụ như mua hàng thì là cứ để đó thôi, chứ chị chưa biết lúc nào chị sẽ nhận được hàng, mà cũng không cần.
thì là Nguyễn không biết là giữ đơn kiểu gì. Đặt niềm tin nhiều chị, đặt niềm tin sau cuối cùng giữ đơn cả tháng hơn tháng trời cái xong cái thôi xả ra đi em, bữa nay hết tiền rồi. Rồi lên luôn những mã công ty. Có được còn được vài con túi hàng xịn nhá, hàng đẹp nhá. Cúc Thái giờ mới thấy, Cúc Thái ơi. Hàng này hàng nhằn yến. Gió nhằn yến nha, hàng đẹp. Size này dành cho trẻ mình dưới 55. Chốt mã này là mã tặng 45k luôn. Tặng 45k lót lưới nhá. Dành gió ướt ấy, con này đẹp nè. Chốt mã tặng gió 45, tặng gió 45. Chị nào lấy tặng gió 45, chốt tặng gió 45. Tặng gió 45 với đỏ hồi nãy là gì Trần Uyên. Cứ cho bỏ y cái thùng đó, mắt chị phải rinh ra từng cái đó ta. Trần Uyên bao nhiêu? Trần Uyên 49. Tặng máy 45 cho chị Liên Hoàng. 1, 2, xanh thang. Cái này chị em mình lấy 60 bạn mau ok nè. 65k nốt luôn nha, 65k. Cái này là hàng xả thôi. 65k không được hai con, một con xanh reo và một con xanh thang. Một con xanh reo và một con xanh thang. Cái này là gió ướt, cũng là gió ướt nhé. Đấy, size này đến 60 chị em vẫn mau ok. Chốt mã này là mã 6, 65k. Comment mã 65k kèm màu. 65k kèm màu. Trưa này bé lớn thì cũng có hết. Chị em mình ráng chia sẻ mạnh tay lên luôn, dùng là sale hết. Rồi chốt tiếp luôn dùng nguyên. Xin thang cho chị Nguyễn Thu Lan. Chị Tiết Nguyễn chị không chia sẻ, không chốt được những cái mã này đâu chị ơi. Giờ lên luôn chị em mình bán tặng cho chị em mình mấy con túi này cực kỳ đẹp luôn. Còn xin thang kìa, xin thang cho Cúc Thái kìa. À không, xin thang hết rồi. Còn xanh reo thôi. Còn xanh reo thôi. Nhưng mà cũng chỉ chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ. Còn xanh reo thôi, hết xin thang nha. Hết xin thang nhá. Rồi lên bộ này xây 62 đổ về. 62 đổ về. Chốt mã này là mã 55. 62 đổ về, comment mã tặng bộ 55. Tặng bộ 55 và size 62 đổ về là dễ mình chút đẹp đi. Để bên đó làm sao like. Cứ bỏ bên này có cái thùng hay cái gì ấy. Tặng 55 luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy tặng 55, lấy tặng 55 luôn dùng nguyên nhé. Theo lái cái chi cho chị nó dùng chị với nguyên. Theo cái này. Xin thang hết rồi. Đó, nha chị ơi. 55 cho chị Nguyễn Thu Lan. 55 Nguyễn Thu Lan. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này. Bán tặng luôn cho trẻ mình bộ này, chốt mã này là mã 49k luôn. Bộ lửng nhá. Size này dành cho trẻ mình 55 đổ về. Bộ lửng 49. Comment mã lửng vàng 49. Ôi cái này cưng chưa? Lửng vàng 49 ở đây. Cưng hề vậy, nó mềm nè, da nó mềm. Chờ xíu. Chờ về. Không chị ơi, nhưng mà chị chốt ai có logo người chia sẻ thôi, vì những cái mã này là mã bán tặng mà. Những cái mã này là hàng em bán tặng nên là chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ thôi. Ê nè nè, Phùng Phượng đang có đơn nè, gọi biết có được đâu. Hình như hồi tối đang có đơn nữa đúng không? Thanh hồi nãy từ đây đâu rồi hề? Tâm Thanh à? Tâm Thanh đánh đâu ở ngoài rồi. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt mã tặng váy bé luôn dùng nguyên nè. Size này dành cho bé nhà mình à. 16kg đổ về. 16 đổ về. Comment mã này là mã tặng 40 luôn dùng nguyên. Con này là hàng tiền trăm đó chị em mình ơi. Đây tiền trăm mà là 145.000 nè. 145 chốt mã 40 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy cái này lên mã bộ một à, mã 40 nhé. Chốt lên luôn dùng mã váy bé 40 nè. 49 cho Phạm Quốc Sĩ. Váy bé 40 nè. Comment mã này là 29k luôn. Size này dễ mà 55 đổ về. Chốt mã cam. Cam 29. Cam 29 nhá, chị nào lấy cam 29 chút cam 29 luôn dùng nguyên. Cam 29. Chị nào lấy cam 29 lên cam 29 luôn dùng nguyên. Cam 29, váy bé hết rồi. Cam 29k. Rồi con này mới vừa lên xong. Cam cho chị Kim Tăng Nguyễn. Cam à, Kim Tăng Nguyễn. Kim Tăng Nguyễn trước. Kim Tăng Nguyễn. Chị nào mà đã mua được cái tranh thủ chốt thêm nhá. Chứ còn như thế mà cứ lao lao chốt cái để đó là bữa sau em không chốt đơn nữa. Rồi lên luôn những mã tặng gấu luôn dùng nguyên. Con này sale 79k này. Lên luôn trẻ mình là 69k. 69k và size này trẻ mình đến 62kg vẫn mau ok. Chốt mã gấu. Comment mã tặng gấu luôn dùng nguyên. Chốt lên mã gấu luôn dùng nguyên nhá. Thấy bán hết rồi Phạm Hương ơi. Comment mã gấu luôn dùng nguyên. Có đơn kèm luôn cả thông tin luôn dùng nguyên nha dễ mà nhá. Cái này là hàng 219 này. Cho sang sang. Sang sang g á quen không phải cho su su chứ. Su x chứ. Su x chứ. Su su. Đó
6-7 tiếng rồi lên luôn dùng nguyên cái này. 7 tiếng nha. 69 gói 69 rồi lên luôn dùng nguyên cái này, size dành cho bé nhà mình. 25 kg đổ về chốt mã 85 đúng không, lên mã này mã 75 size 85 đổ quên đủ size 25 đổ về, 25 đổ về chốt mã sọc 75, comment mã sọc 75, sọc 75 nhá, ai lấy sọc 75 chút lên sọc 75 luôn dùng nguyên. Sọc 75 nha. Rồi lên luôn dùng mã 19k không còn chị trừ tiền đâu, comment mã 19k luôn dùng nguyên, size dẹo để 60 nhé, 60 nha, à quên lộn, 19k thì giờ đang live chịu á chị ơi, lên trúng cái giờ không live chứ live là chịu luôn rồi. Mười chín k hồng luôn, 19k thôi, 19k hồng, 19k xanh rêu, 19k chị su su, su su lên trước, 85 nghìn, lên mã 19. Ủa, Diễm Nguyễn không có cái áo, không cái đơn của người khác, cái tên của người khác mà, là kiểu gì? Không có là cái tên của người ta rồi. In tên rõ ràng mà. 19 reo. Tặng 19 reo, chị nào lấy 19 reo chốt lên 19 reo luôn dùng nguyên nhé. 19 reo. Comment đúng màu luôn dùng nguyên nhé. Comment cả đúng màu luôn dùng nguyên. Comment luôn dùng mã này. Combo nha. 60k. Size này dành cho các anh nam nào 65 68 độ về. Hai con 60 chốt mã tặng 60. Tặng 60 nhá, chị nào lấy tặng 60 chốt mã tặng 60 luôn dùng nguyên nha. Tặng 60 hai con quần nam nha, chốt lên mã tặng 60. Chị nào lấy tặng 60 lên tặng 60. Một con quần size 29. Con quần size 29. 60 vậy trên Anna. 60 trên Anna. Trên Anna. Size 29. Size 29 là trẻ mình lấy sao gần 60. 60 thấy gần rồi 60 nha. Nha. Lên những mã này riêng 69. Riêng 69 size 29. Nha, size 29. Hoặc là trẻ mình lên luôn những mã này là mã 29 là được, nhưng mà 69k. Mã 29 69k, chị nào lấy mã 29 69k lên luôn dùng nha. Nhiều lắm luôn quý vị mà nó. Nên là khi nào mà chốt đơn là dễ thử quạo lắm luôn ý. Rồi lên luôn dưỡng mã 55. 55 69 cho chị mùi chim bán bay. 69 cho mùi chim bán bay. Rồi lên luôn dưỡng mã 55. 55 gạch 55 đỏ nhá, 50 luôn đi cũng được. 50 luôn đi cho nó gọn, xe 62 đổ về. Xe 62 đổ về nha, chị nào lấy cái này lên cho mã 50 gạch 50 đỏ. 50 gạch và 50 đỏ. Chút lên mã 50 gạch và 50 đỏ nhé. 50 gạch và 50 đỏ. Ơi cái con này nhiều chị đang thiếu này chị. Bỏ. Nhiều người thiếu con đùi con quần 50 nha. Gạch cho Sam, gạch trên đây bạn. À, gạch. Còn 50 đỏ của xuất hàng. Chút mã 50 luôn, 50 đỏ cho Su Su. Bộ xuất hàng, size này là size 35 kg nè. Tặng 50 luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã xuất hàng 50. Xuất hàng 50 dùng nguyên nhá. Bộ xây đại thì người ta bán như vậy mình rẻ nhất là 70 nghìn. Rẻ nhất là 70 nghìn. Nha, chốt lên luôn dùng mã bộ bé luôn dùng nguyên đã. Comment mã bộ bé. Đang like không tìm được chứ. Lên vậy em sớm xíu thì được. Lên mã 50 nhá. 50 cho chị Ngô Thị Ngọc Mã. Xuất hàng cho chị Ngô Thị Ngọc Mã. Xuất hàng Ngô Thị Ngọc Mã. Con này lên luôn dưỡng mã này là mã tặng 30. Tặng 30 sai chị em đến 60 tặng 30. Tặng 30 cái nánh 50 cho chị Ngô Thị Ngọc Mã. Chốt lên luôn dưỡng mã này là mã tặng 30. Caro tặng 30. Chốt lên caro tặng 30 luôn dùng nguyên. Comment lên caro tặng 30 luôn dùng nguyên nhá. 79k lên luôn dưỡng mã tặng 69k luôn dùng nguyên. Tặng 69 như thế này là rất là ghét, cứ chốt xong xả rất là ghét này. Nguyên mà kiểu gì xả xong rồi là Nguyên cũng phải sale xuống hết. Đấy. Size 14, 15 chốt mã 69k. Size 14, 15 lên mã bộ bé 69. Bé 69 nhé, 30 đấy. Bộ bé 69 bộ xuất hàng hết rồi. Lấy em xách chip gen hôm bữa với. Chip gen á. chip gen từ từ chào Nguyên xíu. Size 57. Size 57 lên luôn dùng mã 55 luôn dùng Nguyên. Con này hàng công ty. Hàng công ty size 57 đổ về tay vòng.
tay bồng trẻ mà nhìn đẹp chưa nha. Lên luôn dưỡng mã này là mã vàng 55, chốt mã vàng 55 luôn dùng nguyên nhé. Comment lên vàng 55 rồi lên luôn dưỡng mã tặng bé luôn dùng nguyên 50k luôn, size 14, 50k và size 14. Size 14 đổ về cái này xinh nè, hàng nguyên sale 69k nè, hàng này con hàng tắt của nó 145 nha. Chị nào lấy cái này lên chốt mã tặng bé 50, chốt mã tặng bé 50. Cái này mới vừa chốt xong vàng 55 gì trên Anna, 55 trên Anna, trên Anna size XL 14. Hồng Phụng chia sẻ cho Cúc Thái, Cúc Thái size 62 đổ về, 62 đổ về 50k luôn. Con này muốn nói thật sự ạ. Đấy, như chị dễ chị mua, chị nói là hắn sale xuống còn 99.000 mà về chắc không đẹp bằng nè. Cái này cũng chạy là hàng tàu nè. Chốt mã tặng quần 50, size 62. Tặng quần 50 và size 62. Tặng quần 50 và size 62 nhá. Nguyên lên bán tặng cho trẻ mà lấy cái túi này luôn. Quần 50 cho Ngô Thị Chanh. Trời ơi. Cái này Nguyên còn được shop được mấy cái nè, cái này là bán giùm thôi. Vải da da đã lắm luôn ấy. Có dai trong hết chứ. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Chị ơi em like cái gì chị chốt được cái gì chị chốt thôi chị ơi, em không chạy theo yêu cầu chị em mình nha. Em nói trước cái nhiều chị cứ like. Like từ từ, like từ từ từng mã chứ cứ like xong đang like cái này cái dục like cái kia. Từ từ từng mã với chị ơi mình ơi. Nha, có chị ơi, có nhưng mà từ từ cái một nha. Chị nào mà không có thời gian xem like thì thôi ao ra xíu nữa like, đến lúc mình like đồ bé trẻ mình vô lại trẻ mình coi like. Nha. Chứ còn mà cứ đang like cái này, cái dục like cái kia, lục dục like cái kia rất là mệt. Trời ơi. Cái này cũng xinh. Thế chị nhím. Nghĩ răng trời. Nghĩ răng nó trời. Nhưng đi quanh sớm. Trời ơi. Ai nhanh tay như này. Cái này Nguyên còn ít thôi nên là Nguyên sẽ lên nhanh. Hàng này hàng shop bán cho dẻ mình bao nhiêu tiền. Toàn bộ hàng xịn hết. Phải cái này da cực kỳ mềm luôn. Cái này Nguyên lên bán tặng luôn cho dẻ mình nè. Không có nhiều nha, thứ có cái thôi. Thứ đen cho Phụng Tiên Nguyễn. Từ từ chị ơi. Lên luôn dưỡng mã tặng vàng đi. Bán tặng cho dẻ mình con này 99k luôn dùng Nguyên nhé. Không phải hàng xưởng nhớ luôn dùng Nguyên nè. Không phải hàng xưởng nha, toàn bộ là hàng Quảng Châu xịn hết nhá. Còn hàng không phải hàng xưởng. Bán tặng luôn cho trẻ mình cái này luôn. Cái này là hàng bán hộ. Hàng bán hộ thôi. Bán tặng luôn trẻ mình con này 99k luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy cái này lên mã tặng vàng 99k. Cám đâu trời. Cám đâu ra ấy. Nè trời ơi. Hàng này hot girl nó bán cho trẻ mình bao nhiêu tiền. Hot girl nó bán cho trẻ mình bao nhiêu tiền. Con này vậy da nó mềm lắm luôn á trẻ mình ơi. Đẹp chưa, cái này khách không lấy mình lấy luôn, mình nói thật sự luôn. Được chưa, chị nào lấy cái này lên cho mã này là mã 99k đen. Làm gì mà chốt hồi không được chị ơi. Cái này Nguyên có mấy cái này dàn túi công sở ấy. Cái này như được 3-4 con này. Cái này trẻ mình dàn sách tay đi là đen Trần Uyên. Đen Trần Uyên 99k. Cái này Nguyên lên luôn cho trẻ mình, mã này là mã tặng 85k luôn dùng Nguyên 85k nhá. Chị nào mà đi làm công sở thì đừng nên bỏ qua những cái con này. Có cả dây đeo luôn nha dẻ mình ơi. Có cả dây đeo luôn và có màu đà ní hả? Và đà ní hả? Mai Nguyễn à. Đà ní đúng không? Lên rõ mã cho em. Mai Nguyễn. Nha, lên luôn dùng mã này là mã công sở 85 luôn dùng nguyên nhé. Toàn bộ ở ngoài của nó là Mai dạ. Ở ngoài của nó là dạ nha dẻ mình ơi. Lên cả thông tin cho em nhé. Cái này toàn bộ ở ngoài của nó là dạ hết nhá. Dạ nha. Đấy, có dây cả luôn cho chị Hoa Hồng xanh phàng cái. 85k luôn dùng nguyên nhá. 85k nghĩa là được 3-4 cái gì đấy. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã công sở. Dạ. Đây này Hoa Hồng xanh phàng. Cái này mà đi tỉnh nó cồng kềnh quá. Đúng chuẩn cái này bán tặng rồi. Bán tặng rồi. 85k con nhá, toàn bộ hàng Quảng Châu. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là mã công sở đi cho nó dễ nhá. Công sở đi cho nó dễ, có cả dây như thế này chị em mà nói. Đây nha, chị nào lấy cái này lên sơ mã tặng công sở đẹp lắm. Ở ngoài của nó là dạ như chị em mà nhá. Đây luôn dùng mã công sở 85k công sở. Chị nào lấy công sở 85 lên công sở 85 luôn dùng nguyên nhá. Công sở 85. Phục hình công sở. Cái này làm biếm đi tỉnh lắm chị em mình ơi. Thiệt luôn ý.
đóng nó kìm càng mà bán này chuẩn giá bán càng, chuẩn giá bán càng. Ôi trời ơi, cái này da nó mềm, cái này da nó mềm nha. Ôi cái này không có dây trong à, cái này không dây trong, cái này không dây trong, dạng dây sách như thế này thôi, khoảng là hai ngăn ở trong, hai ngăn ở trong. Vuông nâu, vuông nâu hồi nãy chị Mai Xuân rồi, Mai Xuân rồi nguyên nha, 99.000 công sở cho chị. Chị Phương Phạm này, Phương Phạm đi, đi Phương Phạm quen đi, Phương Phạm quen cho nó khỏi nhầm nha. Chị nào lấy cái này lên luôn vừa nguyên, mềm lắm luôn chị em mình ơi. Nè, chị nào lấy cái này lên luôn vừa, mã này là mã đen 99 đi, đen 99 nhá, bán tặng. Chị ơi lên luôn giùm em cái bao hàng bé nhá, hàng bé ngay sát cầu thang ấy, hàng bé ngay sát cầu thang, chị lô ra luôn giùm em nhá. Cái này lên luôn vừa mã tặng túi hộp, cái này bán tặng thôi, cái này bán tặng thôi. Con này lên luôn vừa mã bán tặng luôn dùng nguyên nhé. Comment mã này là mã tặng 49.000, ba bốn bao, bốn bao. Comment mã này là mã tặng 49k luôn dùng nguyên nhé. Đây này, dạ, chưa, túi trong được nha, túi trong này, có túi nhỏ trong nha. Lên luôn dùng mã này mã tặng 49k nhé. Chị nào lấy cái này lên mã tặng 49k luôn dùng nguyên, công sở hết rồi, hết rồi, công sở rồi. Lên luôn dùng mã này là mã 49 dặn 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 gương ấy nhá. Chốt mã này là mã 49, túi hộp dạng gương nhá. Thì nào lấy mã này lên mã 49 mua 1 được 2. Cái đó mua 1 được 2 đấy. Mua 1 và được 2. Không mà không anh. Còn gương 49 cho thợ mẹ. Rồi lên luôn dùng đi. Đấy, bưng hết mấy cái bao đồ đồ ấy ra giùm em, đồ bé ra giùm em đi. Vuông nào hết rồi nha. Ở ngoài nó còn cái nào không chị? Cái túi còn cái không. Ở đó có mấy cái nè. Có mấy cái nè. Cái này thì cái này thì đâu mà không có bị mua đâu, người ta cầm túi giùm vậy. Đúng rồi. Cái này một cái này lên luôn dùng mã 49k luôn dùng nguyên. Dở người không có từng mấy cái. Cái em mà ra mà còn là chị mang hết đi chưa? Chị mang hết. Cái này lên luôn dùng mã này là mã tặng luôn dùng nguyên đi. Cái này không có kéo ở trên nhé. Không có kéo ở trên, chị nào đang có đơn thôi. Còn chị nào không có đơn thì thôi nhé. Chị nào đang có đơn, chị nào không có đơn thì thôi nha. Đây. Rồi lên luôn cái trẻ mình đồ bác. Rồi lên luôn dùng mã đi. Rồi mang cho hết đi. Cái công sở cho Phạm Hương nè, mang vô cho em đi. Còn mấy cái bán tặng hết chứ, để chị tại nhà luôn. Cái gì cũng ưa về hết. Tặng cho chị Giang Cao. Trời ơi, lên mã này là mã đinh luôn dùng nguyên giá xinh chưa. Lên mã đinh 85 đen trên bàn này chị Võ Thắm này, Võ Thắm này. Phạm Hương chắc đợt này phải bù tiền ship ấy. Võ Thắm có lấy không bác? Bù tiền ship ấy, tại vì đợt này gửi bên này phí ship cao quá luôn ấy. Trong nội thành đây mà chị nào cũng, chị Võ Thắm lấy không kìa, bảo em nè, tặng đinh luôn dùng nguyên nè, mã tặng hết rồi nhá. Lên luôn dùng mã này là mã đinh này, đẹp lắm luôn chị em mình ơi. Đinh nhá, chị nào lấy đinh lên đinh luôn dùng nguyên 85. Đinh 85, đinh 85 nhá. Chào ơi. Nhiều mã lắm. Còn công sở đấy, chị nào lấy công sở lên công sở luôn dùm nguyên. Công sở 85 lấy nốt luôn. Tặng công sở luôn dùm nguyên. Đẹp lắm này. Chị nào mà đi làm công sở đây thì cứ tặng mà không lên cái mã gì. Lên mã rõ mã cho em đi. Tặng nãy có cái chứ mấy. Mã tặng hồi nãy có cái chứ mấy. Chị nào lấy đinh lên đinh luôn dùm nguyên nhá. Đinh. Comment lên luôn dùm mã này là mã công sở đinh có hai màu, màu xám và màu vàng nha. Con này lên luôn trẻ mình 85k nốt luôn. Con này mà trẻ mình mua đi đâu được giá 85.000 quay đầu lại dùng nguyên. Giá này chuẩn giá bán tặng nhá. Chị nào lấy cái này lên mã tặng công sở 85. Chị nào mà đi làm hôm nay bỏ qua những con này. Dòng dạ nha trẻ mình nhá. Ở ngoài của nó là lắp dạ. Đấy, chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã công sở 85. Đấy, hồi nãy ai chưa có công sở 85 lên công sở 85 dùng nguyên. Đấy. Rồi lên luôn dùng mã này là mã hồng. Hồng nhá. Lên hết mấy bao đồ bé lên cho em. Trời ơi, con này là dạng túi hộp. Toàn bộ là hàng Quảng Châu nha chị em mình ơi. Toàn bộ là hàng Quảng Châu hết. Đây. Xinh không? Chốt lên luôn dùng mã này là mã hộp hồng, hàng Quảng Châu nhá. Đây này. Hộp hồng này có một thôi, lên mã 85 hộp hồng luôn. 85 hộp hồng. 85 hộp hồng, cái màu xanh này cũng dễ thương. Công sở cho Kim Mai. Trời ơi. Đưa cái công sở. Chị Kim Mai này có đơn chưa? Dạ
chưa thấy, chưa biết. Lên thông tin cho em đi chị ơi, không có thông tin là nha. Không chốt được nhá. Công sở mua đây. Đấy, cái đó là công sở đấy chị. Đi mai lên thông tin nha. Không có thông tin bỏ riêng ra đi ba, chứ không mất công mệt á. Không có hình đại diện nữa luôn. Cái này có một con. Con này cái dây nó hơi bị ấy nha. Nguyên len luôn cho chị em, hơi bị sượt dây xíu. Chốt mã này là mã tặng 49k nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn, chốt mã này là mã 49k luôn vừa nguyên. Xin không? 49k luôn vừa nguyên nhá. Chốt này toàn bộ là giá bán tặng hết. Nên là chị em mình tranh thủ lên nhanh tay luôn vừa nguyên. Cái này là thơm siêu mềm. Bỏ riêng đi ba. Bỏ riêng đi ba. Trời ơi, cái này có dây nữa nè. Tôi kéo ra nó lâu lắm. Trời ơi, con này, chị em mình đi mua tiền trăm ấy. 49 cho Phạm Hải. Có đơn không? Phạm Hải đi. Có đơn đã bỏ vô, không có đơn bỏ mất công lắm. Bán tặng rồi. Trời ơi, lên luôn những mã này là mã 115 đi. Con này da nó đã lắm luôn chị em mình ơi. Nha, có dây hết nha chị em mình ơi. Nhận hàng con này về chị em mình đi mua tiền là bèo nhắc người ta bán chị em mình hàng 2 nha. Con này bèo nhắc bán chị em mình hàng 2. Da nó cực kỳ đã luôn, cực kỳ mềm chị em mình những da. Nha, lên luôn những mã này. Cảm ơn mã 115. 115 xanh. 115 xanh, chuẩn giá bán tặng. Chị nào lấy 115 xanh chốt mã 1. Công sở mình còn con này chị em mình nè. Còn hai con công sở. Còn hai con công sở, chị nào lấy công sở lên công sở luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy xanh tặng xanh 115. Tặng xanh 115. Trời, cái này đang dây vô cả chị nhiều thế. Đây nè. Tặng dây tặng xanh 115 nhá. Cái này quân lên luôn cho chị em mình. Mã này là mã tặng đen 85. Tặng đen 85 nhá. Tặng đen 85. Ai lấy tặng đen 85 lên. Cái này xót xót vài cái bánh tặng thôi. Sau lấy chị em mình đồ bé nhá. Còn được mấy ba chị? Phạm Hải chung của nhà Nguyên. Đen 85 luôn dùng nguyên. Chị nào lấy đen 85 lên đen 85 nhé. Đen 85. Chị nào lấy đen 85 lên đen 85. Còn mấy cái bộ xuất hàng ngắn tay ấy, cho em lên trước cái đã rồi cái lên đồ đồ dài tay. Rồi bỏ qua đi. Bộ xuất hàng ngắn tay. Bộ xuất hàng ngắn tay, lấy bộ xuất hàng ngắn tay vô. Ngắn tay nha, còn bao nhiêu bộ lên bán tặng. Cái nó dài tay mà. Lấy trước mặt chị ngay cái cọc áo trắng luôn kìa. Chắc bò phải chèo cái túi còn không? Hết. Chèo cái túi còn không? Nghĩ rằng ấy. Túi bụi sợ lấy tiền. Ông cái ví của ông đi 3 lượt rồi. Đi 3 lượt rồi, 4 lượt rồi, chắc lượt này là 4 lượt rồi. Đang 85 chị bồ câu. Đây chị bồ câu. Đây nè, đang này nè. Cái này bán tặng nó hết luôn cho chị em mình luôn. Cái này mới còn mỗi chừng này bộ nó là hết sạch sành xanh bộ xuất hàng. Bộ xuất hàng nhá. Bộ xuất hàng còn chừng này bộ nó là hết nè. Size này dành cho bé nhà mình 32 cái độ về bé gái nhá. Bé gái chốt mã này lên mã tặng à. Hàng size đại nè, hàng người ta bán như vậy mà nè, giá 70 nè. Giá 70 nhá. Nguyên lên luôn cho chị em mình bán tặng nó luôn chị em mình. Mã này là mã tặng à. 55 đi. 55k. 55k nè. Size này dành cho bé nhà mình 25kg đổ về nè. 25kg. Chị nào lấy cái này lên mã 25. Chốt mã 25 luôn dùng nguyên bỏ riêng qua cho em. Nha, chốt lên. Thôi mày có mà. Nghĩ ra nghĩ. Nhưng mà ổng mang túi làm chi. Cái này đẹp thiệt. Đúng là đẹp mà da đã. Lên mã này là mã tặng 55k luôn dùng nguyên nhá. Size 25 luôn dùng nguyên nè. 25 bộ xây đại này toàn người ta bán như vậy mình toàn giá cao hết nha. Thế chị Phương Trang Trần. Phương Trang Trần. Chết lại cái đơn của chị gì ta, Nguyễn Thị Ngọc Ánh ấy. Hôm qua chị nhắn tin lại rồi đấy. Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Không có 18kg đấy, không có 18kg chị ơi. Cái này không có 18kg, em còn lẻ tẻ sai thôi. Sai là sai 32kg này. Sai này 32kg nha.
Chị nào lấy 32kg lên 32kg, 85, ông quên lộn, 55k luôn, bộ xuất hàng nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này 32kg rồi, giờ chút ơi, 32kg. Chị nào lấy 32kg lên 32kg luôn dùng nguyên này. 32kg, 32kg luôn còn được 4 bộ này. 4 bộ xe 32kg, lên luôn cho dạ mình luôn. Không chị ơi, không 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 nhá. Em nói rồi, lên được có cái gì trẻ mình chốt cái đó thôi, chứ còn mà trẻ mình kêu cái này kêu cái kia là mình không chốt được ấy. Rồi xây 30 cam này, bé trai này, 30 cam bé trai này, 20 à, 20 đang không nhé chị ơi, cái này không còn 20, 20 đang không nha, lên luôn những này, 32 đấy, 32 đấy, tao Nguyễn vàng, bộ dài đang không nha, bộ dài đang không, chị nào lấy trai lên luôn dùng nguyên trai. Nhằm cái này 25kg quay đầu thôi nè, 25kg quay đầu nè, 25 bé trai, cái này 25 trai. Chị nào lấy 25 trai lên 25 thôi chị. Rồi chút cho con 32 cho chị yên nhã kìa, 32 tiếng cho chị yên nhã kìa, 32 tiếng cho chị yên nhã, 32kg, 32 cho chị Nguyễn Thị Tuyết. Chia sẻ lên luôn dùng nguyên đi chị em mình ơi, chị em mình mua toàn hàng sale mà thấy chị em mình trả chia sẻ luôn ý. Trai 25 cho Mai Hạnh, trai 25 cho Mai Hạnh, rồi một trai xám 25 nữa nè, trai xám 25 nữa nè, trai xám 25 luôn, 55k nốt luôn. Chị em mình mua hàng sale mà thấy chị em mình trả chia sẻ. 32 cái hồi nãy dưới cho chị họ chút bộ. Ở dưới chị họ chút một bộ. Cái đỏ nó xe. Cái để qua qua luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã trai xám bán tặng luôn cho chị em mình luôn, nốt luôn chị em mình luôn. Xám cho Mai Hạnh luôn. Xám cho Mai Hạnh nhá. Hàng sale sẽ ưu tiên chốt cho những chị nào có logo mình chia sẻ nha. Xám cho Mai Hạnh. 55 được rồi. 55k nốt hết luôn. Xe này dành cho bé nhà mình 18 tuổi về. K18. K18kg. Chị nào lấy K18 lên K18-55. K18-55. Chị nào lấy K18kg-55. Bé gái cái này thêm cho chị đông lên. Gái đây đây đó, đó cũng được. Đây cũng được, xe 32kg hết ấy. Rồi nhá, lên lưng dưỡng này. Cam xe 18kg, 55k. Chị nào lấy K18, chúc K18 và 55k. Chúc lên lưng dưỡng nguyên nhé. K18kg, 55k. Ai chưa có tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng nguyên tiếp nhá. Cái này cũng còn một xe nhỏ. Ưu tiên cái gì mà hàng em xả thì em chỉ chốt cho những chị nào có logo bộ này bộ dài tay, nhưng mà còn bộ xe nhỏ nhá. Còn bộ xe nhỏ sẽ lên nó luôn cho dễ mình luôn. Còn toàn bộ là xe nhỏ 13kg không chở. Cái này cũng còn toàn bộ là xe nhỏ, không có xe to nha chị em mình nhá. Để ý luôn dùng nguyên. Bộ gái 32 cho bộ cao. Rồi lên luôn dùng mã này là mã trai. Cái này giá này cũng là giá bán tặng, mình sẽ chốt cho những chị nào có logo người chia sẻ nhé. Size này dành cho bé cho mình 10 12 kg độ về. 12 kg độ về. 10 đến 12 kg nhé. Lên luôn dùng mã này luôn. Đoan. Ô nó. Bạn đoan lên không tin nha. 50k nốt, nguyên còn size bé thôi. Không còn size to nhé. Không còn size to nha, size 12 kg độ về này, bé trai 12 kg độ về. Này. Nha, 50k nốt. 12 kg đổ về, nghe rõ cái số ký dùng nguyên chút đơn nha dạ mà thôi. Hai cái này 12 kg nè. Ba ghi 10 ngồi bì 12 kg để bắt cho khỏi bị nhầm. 12 kg quay đầu nha. Mang lên luôn cho chị em mình là giá 50k 12 kg. 12 kg. 12 kg cho Nguyễn Thị Bích Kỳ. Nhẹ là cái trước ấy, nhẹ là cái trước ấy. 12 kg. Rồi tiếp luôn dùng nguyên. Đây cũng là 12 kg luôn nè, siêu nhân nhẹ. Siêu nhân nhẹ 50k bơ, 50k. 50k thôi. Siêu nhân nhẹ, cái này toàn bộ size nhỏ nha. 50k, chị nào lấy tranh thủ lên luôn dùng nguyên nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con nè. Size toàn bộ cánh ri nè, ri nhỏ size 12 13 kg thôi. 12 13 kg lên luôn dùng mã khủng long. Trời ơi. Khủng long. Ai mà có con nhỏ thì tranh thủ phát những cái bộ này đi nha. Chốt mã này là mã khủng long, cái này cũng size nhỏ. Đã có thông tin trong đó xem nha. 12 kg nè. 12kg đấy. Rồi chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Khủng long 12 luôn. Khủng long 12. Khủng long 12 nhá. Khủng long 12 50k lót luôn. Chị nào lấy khủng long 12 lên khủng long 12. Toàn bộ khủng long 12 10 12kg thôi. Cái này mới không bóc ra từng cái này nha. Ai ưa thì lên nhá. Ai ưa thì lên rồi nguyên. Ai ưa lên số ký luôn dùng nguyên đi rồi nguyên bóc, chứ còn giờ bóc ra từng cái mệt lắm. 12 13 kg thôi, cái này 13 kg nè. Còn 12 13 kg thôi, cứ lên luôn dùng nguyên số ký, khủng long em hết rồi, còn nhẹn thôi. Còn nhẹn thôi nhá.
còn nhẹ thôi, còn size nhỏ nhỏ này chị nào cứ có số ký này cứ lên luôn dùng nguyên bắp nhá, cho nó dễ đi, đừng giờ đừng có mở ra từng cái này nó lâu quá nha. Còn siêu nhân nha, còn siêu nhân với là có cả bé gái nữa nè. Tôi nói là giá 50.000 là trẻ mình đi nhập, Nguyên đi nhập cũng thậm chí là không ra được, Nguyên còn ít và mã này sẽ không có hàng về. Đây là Nguyên sale nó luôn trẻ mình luôn. Cũng là 12 hết rồi. Nha, còn nhẹ thôi, chị nào lấy chút 18 kg không có. À, siêu nhân không có 13 kg, siêu nhân không có 13 kg đâu. Siêu nhân không có 13 kg chị ơi. Không có 13 kg nhá. Toàn size nhỏ thôi. Toàn size nhỏ. Rồi qua mã này đi. Lâm mà chị em cứ ra lấy gửi đơn chút cho nó khỏe không thì là để báo trước chốt đơn rồi đã qua chị em mà nữa. Đừng có qua rồi đứng chờ rồi ái nó mất công. Bộ dài 12 kg, không có 25 kg đâu ấy ơi. Rồi cho xả cái cọc nó lên luôn bán tặng luôn. Cộng sau lưng, cộng sau lưng, đấy cho lên bán thẳng luôn. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này bộ này siêu đẹp luôn, Nguyên nói thật sự luôn. Cái này Nguyên bóc ngẫu nhiên nhá, bóc cho chị bỏ thám hai bộ trai kìa. Còn một bộ. Hai bộ này, được một bộ thôi. Được một bộ thôi chị ơi. Thứ hai bộ, đây hai bộ này. À, hai bộ. Ok nhá, gái 12 chị Yên Nhã này. Yên Nhã đang có đơn đúng không? Ok chị Yên Nhã này. Ok chị Yên Nhã này. Cái này cũng còn sai số lộn xộn như chị em mà nó. Tấm hết lại là còn từng lý đó thì. Hai ngòi nó còn sai chị không? Cái này có cả trai cả gái nhá, lên bán tặng nó luôn cho chị em mình. Một bộ này size riêng, một bộ này size riêng, hai bộ này size riêng. Rồi lên luôn dùng này. Không có Phạm Hương, không có Phạm Hương ơi, chia sẻ bàn tay lên luôn dùng Nguyên nha. Không có nhé, không có Phạm Hương ơi, không có size, không có size, không có size bự. Size này size 15. Size 15, này chị em mình nhìn cái bộ này cưng chưa. Size dưới 15 chị em mình chốt nhá. Cái này toàn bộ dưới 15. Hàng này siêu đẹp luôn chị em mình ơi. Mấy hàng trong các siêu thị chị em mình đi mua ấy, phải đẹp lắm luôn. Bán tặng luôn cho chị em mình cái này luôn. Nốt luôn cho chị em mình mã này là mã tặng 50 luôn đi cho nó gọn. 50 luôn nhá, đồng giá luôn, 50k luôn, cũng không có 15 chị ơi. Sỉ tùy số lượng chị ơi, tùy số lượng nhé. Nếu như mà nhập sỉ trên live thì từ trên 50 cái em sẽ tính giá sỉ. Nhưng mà bên nhà em tính lại giảm so với lại rất là ít. 5, 10, 15 tùy mã. Và có cái là không giảm luôn. Tại vì hàng này em đã xả rồi là không giảm luôn. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã 50. Tùy mã nha. Và số lượng nếu như nhạc sĩ trên live phải trên 50 sản phẩm em mới tính giá sĩ. Đấy, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Lên số ký luôn cho em đi chị ơi. 13 cho Thảo Nguyễn nè. Bé trai nè. 13 lấy 15 quay đầu cho Thảo Nguyễn nè. 50k nè. À, chị ơi, chị Huỳnh Hồng Nhung lên cho em cái số ký đi. Chính xác số ký. À mà cái này size M không hết chứ mấy. Ok này, hai bộ bé trai đúng không? Hai bộ bé gái đúng không? Gái hồng nè, gái trắng nè. Ok chị Huỳnh Hồng Nhung nè, Huỳnh Hồng Nhung nè. 50k nốt luôn. Đấy, và toàn bộ cái này size dưới 15 rồi, cọc này dưới 15. 18 nhưng coi cái này nè. 18 cái này bé trai rồi. 18 cái này bé gái nè. Cái 18 cho chị hoa hồng xanh pha. Hoa hồng xanh pha nè. Không có chị ơi. Sao? Không có 25 kỹ. À, bên nó có một cặp mà không biết sai chi. Toàn bộ cái này đó đằng sau dưới nữa. Không có 20 kg vậy ơi, cái này toàn bộ cặp này dưới 15 kg. Đồ trai cho chị Ngọc Anh Trần. Đó đó, cái này Ngọc Anh Trần, thợ sai gì? Ngọc Anh Trần. Ngọc Anh Trương. À Ngọc Anh Trương. À sai này, sai 18 quay đầu này. Cặp này là 18 quay đầu, cặp này là 15 quay đầu. À 15 cho chị Trần Uyên một bộ này. 15 cho chị Trần Uyên một bộ này. 15 Trần Uyên một bộ này. Trai cho chị Linh Nguyễn một bộ này. Trai chị Linh Nguyễn một bộ này. Linh Nguyễn một bộ này. Bán tặng hết luôn. Linh Nguyễn một bộ này. Trăm Hoàng 12 kg, 12 kg giờ lấy size này thôi.
bé trai đúng không? Thì trăm hòn một bộ, trăm hòn một bộ. Chờ em báo rồi, nó bị sửa, nó đẩy đơn bị kiểu gì, gỡ đơn rõ ràng thông tin như thế, tự nhiên nó đẩy leo lên tới Tây Giang, chẳng hiểu được bọn này nó làm ăn kiểu gì. 14kg cho chị Kim Mộc Hỏa, 14 cho chị Kim Mộc Hỏa bé gái này, 14 cho chị Kim Mộc Hỏa hai bộ này, 18 cho chị Mai Xanh này, 18 gái cho chị Mai Xanh này, Mai Xanh này, cho chị Phạm Hải bé gái 18 cho chị Phạm Hải đúng không? Phạm Hải này, một kiểu này. Được một bộ tôi dở hai bộ. Ba bộ cho chị Phạm Hải này. Ba bộ cho chị Phạm Hải này. Gái cho chị Nhất Phương này. Gái cho chị Nhất Phương này. Gái cho chị Nhất Phương này. Đóng đi. Gái chị Nhất Phương này. Rồi ok này, chị nào chưa có lên luôn dùng đi nhé. Bán tặng luôn nó 50k chị em mình ráng chia sẻ bằng tay luôn dùng đi nhé. Được. Toàn bộ là không gom với những cái đơn cũ nha. Nguyên tách ra để chốt đơn chứ chị em mình cứ chốt đơn cái giá 18 cho chị mua chim bán bay này. Mua chim bán bay này. Mua chim bán bay này. Cúc Thái một trai một gái 18 quay đầu. Cúc Thái một trai một gái quay đầu. Này. Cúc Thái này hả? Đúng rồi, đi đơn lao mà. Đi đơn lao bếp cho chị Lan Trang Linh, hai bộ hai màu, trai 13kg, trai 13kg, hai bộ hai màu Lan Trang Linh này. Chị Hoàng Chiến lên thông tin đi rồi chốt chị ơi. Chị bán bái có rồi, chị Trâm Hoàng có rồi. Ngắn tay chị ơi, bộ này bao đẹp luôn. Chị nào có thông tin chốt nhé, chị Hoàng Chiến này khách mới đúng không? Không có thông tin nghe không chốt nhé chị em mình, đừng lên chút sung lại không chốt được đâu. Nha trời ơi. Đây chị em mình nhìn nè. Chuẩn này giá bán tặng chưa 50k nốt luôn. Em còn size bé này là dọn kho nốt luôn cho nó gọn nhá. Bán tặng luôn cho chị em mình nốt 50k. Chốt cho những chị nào có logo Owen có thông tin thôi, chị nào không có thông tin thì thôi nhá. Đấy, lên kèm thông tin, khách mới lên kèm thông tin cho chị Mão Đơn Nguyễn. Bé trai hai bộ hai màu 18kg. Trai hai bộ hai màu còn nốt luôn. Ok chị Mão Đơn Nguyễn. Mão Đơn Nguyễn rồi, mới còn size 15kg quay đầu còn từng này nốt. Size 15kg quay đầu còn được từng này bộ nốt là hết nha. 36 cái này em không chị ơi. 36 cái này không, chuyển qua cái mã kia. À, cho chị Bích Trâm Huỳnh, Bích Trâm Huỳnh cái. Bích Trâm Huỳnh cái. Rồi ok. Còn được từng này bộ vừa trai vừa gái. Không có size 25 đâu chị ơi, toàn bộ cái này size nhỏ thôi. Toàn bộ cái này size nhỏ không có size 25 đâu. Hết xanh rồi chị ơi. Thường là cái này không chọn màu đâu. Thường là cái này không chọn màu đâu, hồi nãy đúng. Chống cái xanh nguyên chừa thôi. Mới 55k đi đâu mua được con này. Nên là chị em mình tranh thủ đi nhá, bán tặng luôn cho chị em mình cho nó sạch kho thôi. Chị nào chưa có lên lưu dụng mã này là mã tặng 55. Có dài tay nam không chị? Chị này chỉ chốt đơn xong mà lăn xong cái ta. Em không có đâu chị Lan chân lên. À đây đây, dài tay em lên sau đây. Dài tay em lên sau. Cái này có cả áo khoác, có cả hay còn có hát đi 79k hết đi. Sao cho bé 18 đổ về. Trời, mùa này không mua được con này phí. Chị ơi, chị Trang Trang Hoàng à, thêm một bộ đúng không? Hồi nãy được một bộ rồi. Trang Hoàng hồi nãy được một bộ rồi, giờ thêm bộ nữa. Trang Hoàng thêm bộ. Ok nhá. Không được hai màu đâu chị ơi. Không được hai màu đâu. Lên luôn dùng mã này, mã tặng 79k và size 18 đổ về. Tặng 79k luôn dùng nguyên nhá, áo hết đi nha. Con này là size bé 18kg. 18-20kg là mang ok nha, bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Không được hai màu, màu trắng. Áo quên, đây là hai kiểu cùng kiểu rồi hả? Cùng kiểu rồi, bỏ kiểu khác đi. Màu trắng nhưng mà hai kiểu chữ khác nhau, chứ còn không có hai màu đâu chị nhá. Hết trang rồi mới à. Trang Hoàng à. Trang Hoàng lên thông tin cho em đi. Lên thông tin đi chị ơi nha, lên luôn những mã tặng hết đi. Toàn bộ trong lót nhung nhá, 79.000. Bảy mươi chín nghìn hết. Trang Hoàng lên thông tin nha. Hai bạn số mấy? 140 rồi. 150 thôi. Á, à, thế là 150 cho lên luôn. Được có cái này nè. Cái này cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Huỳnh Hồng Nhung, cái này size to đang còn sót một cái. Bán tặng nó luôn cho em mình 79k. Cái này bao rẻ luôn. Size máy nó bỏ qua luôn cho Nguyên. Nhiều chị hỏi không bảo hết rồi. Size dưới 35 nè.
Con này size dưới 35 thôi nha, để luôn dùng nguyên, chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã vàng, dưới à, dưới 35 kg, dưới 35 kg chốt lên luôn dùng mã vàng, comment mã vàng luôn dùng nguyên trắng cho chị Kim một khỏa cái này. Lấy xe 100 lấy cho chị Kim một khỏa cái này. vàng cho chị Hương, Ngô Hương nè, ok này. Vàng nó sẽ 79k nót luôn, 79k nót rồi lên luôn dùng mã vàng. Xe này 23 đổ về vàng, 23 đổ về vàng, 23 đổ về vàng này, 23 đổ về bán tặng nó luôn cho trẻ mình là 79. Chị nào lấy vàng 23 đổ về nha, trời ơi toàn quả trong lót nhung nha, vàng kèm số ký luôn dùng nguyên cho trẻ mình thôi cho chị Hương Ngô rồi nha. Ừ rồi, cái này 32 đổ về vàng 32 kg, vàng 35 em hết rồi, trẻ mình kèm rõ số ký luôn dùng nguyên vàng lên luôn dùng mã vàng 32, vàng 32 bóc cái khác, vàng 32, vàng 32 nhá, lên kèm số ký đi trẻ mình, không có số ký không chốt được ấy, không nhầm sai hết cái trẻ mà ơi. 35 em hết rồi, lên vàng 32 dùng nguyên nhá, vàng 32 chị nào có kèm số ký lên chốt, vàng 32 chị nào cũng vàng chả biết vàng sai mấy ký hết, lên luôn dùng mã vàng 32 luôn dùng nguyên nha trẻ mà ơi, vàng 32 rồi lên luôn dùng mã trắng, trắng 18, vàng 32 lấy số ký chứ không chị ơi, cho chị đặt đi chị không lấy bỏ ra hẳn luôn, em chốt người khác chứ không đổi đi đổi về nhá, em không đổi đi đổi về nha chị em mà thôi, cho chị đặt những ly chốt lấy mã trắng, trắng 18, trắng 18 đổ về tặng 79k luôn. Chị em mình không có số ký không dám chốt hàng đâu chị em mình ơi, chốt xong rồi cái là chị em mình lại bảo là không phải rất là mệt nha. Lên luôn cho mã trắng 18 quay đầu, trắng 18 quay đầu nhá, thì nào lấy trắng 18 quay đầu 79k, trắng 18 thì nó chỉ biết mình like rồi, còn trắng 18 chốt lên mã trắng 18 luôn dùng nguyên. Vàng 32 em hết, vàng 23 em hết rồi, vàng 23 người ta chốt rồi nhá, trắng 18 mình có 2. Nguyên nói là con những cái dòng này lên luôn cho trẻ mà là siêu rẻ luôn. 25 em hết rồi, trời ơi 25 em hết rồi. 22 đổ về, 223 đổ về nha, chị nào lấy vàng 2223 là được, chút mã vàng 23 đi, vàng 23 này, vàng 23, vàng 23 là chị Huỳnh Hồng Nhung này, Huỳnh Hồng Nhung này, Huỳnh Hồng Nhung 79 này, rồi lên luôn dưỡng mã xanh, xanh 20, xanh 20, ở trên nó còn một con vàng nữa gì, ở trên cây còn một con vàng nó vứt xuống gì nha, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng nguyên, cái này chưa chốt đơn nữa chị. Chúng đi à, cái đơn cũ đi chốt cho nó để ra cái này chung tấm đơn cũ cho nó. Trắng 18 cho chị hóa chất chống thấm, hóa chất chống thấm. Vàng không đủ 10 cái đâu chị ơi, cho chị Ngọc Thanh Võ, Ngọc Thanh Võ không đủ 10 cái, giờ em hết vàng rồi, còn trắng thôi, hết vàng rồi, hết sạch rồi chị ơi. Rồi lên luôn dưỡng mã này, chốt mã này là mã vàng size 22 23, xanh hết luôn, vàng 22 23, chị nào lấy vàng 22 23 trước cho chị kia một khóa luôn, kia một khóa này 12 kg ha chị, 12 kg hết con 18 kg đổ về thôi, lấy con 18 kg đổ về thôi nha, cái này cho chị kia một khóa. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã trắng, trắng 22, trắng 22. Nguyên nói là dòng này 79k đi đâu, không đi đâu thì em mình mua được luôn. Ngọc Thanh Võ chứ không phải Ngọc Anh Trương, Ngọc Thanh Võ trước chứ không phải xe tan đâu. Nhớ luôn dùng ở trong lót nhung nha, không phải hàng nỉ đâu chị em mình ơi, không phải hàng nỉ đâu nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên mã này là mã mình trắng, mình vàng xanh trắng. Chả biết comment tự nhiên vàng xanh trắng là comment cái gì. Lấy số ký đi Minh Hiếu ơi. Minh Hiếu nè, Minh Hiếu khác nè. Không, như Minh Hiếu này nãy nói sĩ à. Phải. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này, chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã, em còn mỗi xe nhỏ thôi, không còn đủ thôi, còn mỗi màu trắng gì lái chốt, còn mỗi màu trắng thôi, còn bỏ trong lớp nhung nha. Thế? Bỏ trong lớp gì? Mình Hiếu này họa sĩ đó. Toàn bộ là lớp nhung nhá, chứ còn không phải là hàng nỉ nhá, nhớ luôn dùng nguyên nhá, mà 79.000 nha, em còn mỗi màu trắng thôi. Chị nào lấy cái này lên trắng cái 22 kg luôn dùng nguyên, trắng 22 79k, trắng 22 79, mới còn mỗi màu trắng và size dành cho bé mình, 22 đổ về thôi,
nha, toàn bộ là size 22 đổ về, chị nào lấy trắng nữa lên trắng luôn dùng nguyên nhé. Vứt cho nguyên cái bộ Mickey vàng này, này. Đấy, size bé to, Mickey vàng, Mickey hồng. Bán tặng nốt luôn đi. Hết rồi. 60k. C3 hết rồi. Rồi lên tặng mã này. Con này chắc của nó là cốt tông tàu nha. Cái này toàn bộ là chất cốt tông tàu nha chị em, mà nó đẹp lắm luôn. Thôi bốc đại đi chứ. Lấy số 90 cho chị Nguyễn Ngọc Ánh. Nguyễn Ngọc Ánh này, Nguyễn Ngọc Ánh khác. Lấy số 90 Nguyễn Ngọc Ánh. Kia là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, còn đây Nguyễn Ngọc Ánh. Trời ơi, cái bộ này đẹp chưa? Chắc bao đã luôn chị em mà nói, size 25 đổ về. Còn vừa cọc này size 25 đổ về nhé. Hàng này nguyên sale là bao nhiêu tiền? Chốt mã này là mã 59k luôn đi. 59k nhá. Còn bộ cọc này size 25. Nguyễn Ngọc Ánh ở đây số điện thoại đi em. Điện thoại số 1 thôi. Toàn bộ nguyên còn 25 đổ về. Dưới 25 đổ về nha, chị nào lấy cái này lên trong dụng mà dưới 25 đổ về. Chốt mã này là mã 59, kèm số ký và kèm màu luôn dùng nguyên. Toàn bộ còn size dưới 25 thôi. Bộ này bao đẹp luôn chị em mình ơi, toàn bộ là cốt tông tàu. Tặng 59. Cái này chị em mình đi nhập sĩ không ra được cái giá hàng năm đâu. Bộ bé vàng cho nha. Cho chị Trần Mai này, 59.000, lên kèm số ký đi chị em mình ơi. Lên luôn dụng mã này là mã 59, kèm màu, đây này màu đi chị em mình. Vàng hồng thôi. Vàng hồng đậm hồng nha. 55 ký cho Trần Mai. Cho chị Trần Mai này, 59k nốt luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã tặng 59, kèm màu và kèm số ký luôn dùng nguyên nhá. Dưới 25 ký là có sai. Bán này giá này chuẩn giá bán tặng, nên là chị em mình tranh thủ nhá. Toàn màu đẹp thôi. Cái này có bên trang cá nhân là chị em mình thấy. 59.000 đó. Đây mở ra. Mickey vàng hồng có 15 ký. Đó chị cứ lên số ký cho em đi. Ok, hình hồng nhung nè, vàng cho Cúc Thái đang sẵn cái này nè. Có đấy chị ơi, Cúc Thái nè, 14 ký có đấy chị ơi. 16 ký nè. Ok chị Kim Nhân Nguyễn nè. Kim Nhân Nguyễn nè. Hồng 20 cho Cúc Thái nè, cái này tạo đơn xíu nữa in sao nhá. Cho chị Yên Nhã nè, vàng. Chị em mình cứ lên màu kèm luôn dùng nguyên số ký luôn dùng nguyên nhá. Màu kèm số ký, không có số ký là bỏ tay luôn. Màu kèm số ký giúp Nguyên nhá. Bộ hồng nữa, ok chị Trần Mai thêm hồng nè. Sao không lấy vậy ơi? Không có khi nào không lấy hết, nhưng mà hết thôi. Lê Thị Phương Thanh mấy hồi mọi khi Quân lay. Mấy hôm nay lay đồ bé tới 37kg chứ sao lại không có. Đến 37kg chứ sao lại không có. Rồi nhá, chị nào lấy cái này. Vì là những cái này là còn hàng lẻ, nên là Nguyên bán tặng, còn lẻ size lẻ số Nguyên bán tặng thôi. Đấy, hàng này là mọi khi là có cả size bự mà, size 4, size 5X mà. Đấy mà còn mỗi xe nhỏ này là bán tặng như vậy mình thôi. Lên đi cho nó gọn kho. Cái gối này như là còn được mấy cái mà nó phải không ta? Gối này nè. Gối ấy này nè. Gối chăn ấy. Bộ gối chăn ba coi còn mấy cái cho lên luôn. Ok cho chị. Văn Trung Hà này đã đi đơn nào chưa chị? Văn Trung Hà. Ừ. Ok. Cho con lên cái mã này. Không, cái này không có đến 30kg giờ, cho bé tầm đến 25kg thôi. 25kg thôi. Rồi con sẽ lên đồ bé cho chị em mình luôn. 25kg thôi chị Đông Lê ơi, không còn xây to hơn. Coi rồi nó còn bao nhiêu bộ. Bộ gối chăn này bán tặng nó luôn chị em mình trên like. Bộ gối chăn cho bé nha. Cái này rất là tiện. Còn không? Lay nó cho nó gọn chứ cái này nó để nó có thể phải bỏ trên cầu thang. Có không xã? Hồng 25 cho chị Kim Nhân Nguyễn. Có trăng này cho chị Hoa Hồng Xanh Xanh 59.000. Ông ơi gối này thôi có cái phải còn có cái. Ủa thế hôm bữa thấy trong bao nửa bao nó còn mà. Còn đây chứ. Cho chị hoa hồng xanh pha con nè. Hoa hồng xanh pha 59.000 nguyên bộ. 59.000 nguyên bộ. Cái này có mấy cái. Đấy. Ui. Còn có 2 cái thôi. Còn 2 cái thôi. Cái này chìa lại. Cái này chìa lại. Còn 2 cái, một xanh một vàng.
phần hồng vô một cái này, phần hồng vô một cái này, rồi còn một cái xanh, có một cái xanh đúng một cái xanh, trời ơi, vậy mình đi dạo quanh khắp đi, cái mua một cái khăn này còn không có giá này rồi, 59k nha, chị nào lấy cái này lên cho mã xanh 59, xanh cho chị đi một hỏa, thấy rồi chợ đi một hỏa, cái này chờ đợt sau chứ không còn cái nào luôn, nó sót được vài cái gì còn ít nên là Nguyên Tấm Nguyên lên trước đi cho nó gọn, cái bỏ cho cái bao cao ấy, chị nhạc sĩ đấy. Hết rồi. Cái này hôm bữa em bán bao nhiêu tiền này? Nó 9.000 đúng không? Rồi lên luôn dụng mã này luôn. Đây rồi bao nhiêu cái ba? Chốt đơn bao nhiêu cái ba? Em hết rồi trời ơi. Cái gì cũng còn ít ít thôi. Lên gọn hết đi. Có xanh hết rồi chị Phương Phạm ơi. Xanh hết rồi. Có xanh hết rồi chị Bảo Thắm ơi. Bao nhiêu cái rồi? Mấy cái? 38 cái. Rồi 20 cái. Cái này cũng còn đúng 20 cái thôi chị em. Mình tranh thủ cái mã này nè. Mã này lên cho mã gối cao su non nhé. Cao su non dù nguyên. Cái này cao su non không phải cao su thiên nhiên nha. Lai rõ mã nào lai rõ mã đó nha chị em mình ơi. Toàn bộ cái này là cao su non. Hàng này của hàng quà tặng của Ansua nè. Ansugol nè. Được chưa? Cái này chị em mình không chọn màu. Không chọn màu nhá. Chốt lên luôn dùng mã này là mã cao su dùng nguyên nhá. 69k con. Nhớ luôn dùng nguyên là gối cao su non nha. Cao su non 69k nha. Có cả màu trắng, có cả màu xanh. Bóc ngẫu nhiên luôn dùng nguyên nhá. Được chưa? Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã này là cao mã 69k là được. Cứ lên luôn dùng mã này là mã 69k còn đúng 20 con. Chị nào lấy cao su lên cao su luôn dùng nguyên nhá. Cao su 69, cao su 69. Đi nhưng mà. Ờ 20 con thôi. Đây nè. Ba chốt đúng 20 con thôi. Không có nhiều nha chị em mà nó hết rồi đấy. Hết rồi. Cái nào cũng thấy rẻ rẻ, người ta bán như vậy mình rẻ nhất là 89k. Rẻ nhất là 89k nhá. Không ai bán dòng 6 này đâu, nên là chị em mình tranh thủ. Đấy, gom đơn chị nào đang có đơn tranh thủ gộp chung đơn để đi đơn luôn cho nó gọn, cho nó được đa dạng hàng. Được chưa? 69.000 nhá, chị nào chưa có con này thực sự con này mà sai. Con này mà xả thì thôi luôn. Chốt đơn con này mà xả thì thôi. Size này cho trẻ mình 62 đổ về. Bán tặng cho trẻ mình con này. Mỗi con này nhá. Tặng nó luôn trẻ mình gấu. Gấu tím 69. Gấu tím 69. Chốt lên mã gấu tím 69 nhá. Đồn lên trẻ mình cả đồ bé này. Gấu tím 69. Dần lên trẻ mình đồ bé hàng công ty hết. Tương tác lên dùng nguyên xíu với trẻ mình ơi. Cái này cho bé nhà mình 25-28kg. Từ 25-28kg. Nguyên lên luôn cho trẻ mình cái này 85k. Chốt mã tròn 85 nhá. Hàng toàn bộ hàng tác con này là 140 mấy. 115.000. Bộ này 115.000. 115.000 nhá. Cái nào lên chị em mình mã này là mã 85 và size 25 đến 28 kg là chị em cho ok nhá. Chốt lên luôn những mã bé. 25 28 kg. Chị nào lấy bé 25 28, chốt bé 25 28 luôn dùng nguyên. Bé từ 25 đến 28 kg. Bộ bi 85 cho Tuyết Nguyễn. Bộ bi nè. Tuyết Nguyễn nè. Bộ bi này size 16 nè, 79k. Đi Lama ma nha. Xin chưa? Xin chưa? Ok, tiếp theo có rồi nha. Chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Hàng này là hàng đắt hơn nè, hàng 200 mấy nghìn. Hàng 205.000. Chị. 16 kg hay? Mới 1 kg. Bánh trương có rồi nha. Cao su non cho chị Liễu Huỳnh. Ok. Nè, dễ thương chứ nè. Chị nào lấy cái này lên chung mã này là mã Mickey đi. Mickey 16 kg. Nha, 79.000 hàng hàng 205.000 nè chị em mình ơi. Anh chuẩn là hàng 205.000 nè. Nha, lên luôn chị em mình cái này luôn, 79k chị nào lấy cái này lên mã Mickey 16 kg. Mickey 16. Cảm ơn mã Mickey 16. Lên con váy sung. Size này đến 60 kg vẫn mau ok. Hàng này chuẩn cũng hàng công ty luôn. Váy sung. Mã này bữa nó sale 95.000. Con này hàng công ty nha chị em mình ơi. Sale 95 qua gối. Nha, chốt lên luôn những mã này là mã sọc. Qua gối nha chị em mình ơi, size 60 chị em vẫn mau ok. Chốt mã váy sọc, con này chắc vải sướng lắm luôn. Chị nào lấy cái này lên chốt mã váy sọc. Lên mã váy sọc nha. Ai lấy đồ bé tranh thủ lên nè. Là từng mã một. Chị em mình cứ coi like mà dục cái này, dục cái kia không có lên kịp. Ai soạn cái này ra định like rồi cái chị em mình hối lên cái kia là không có like kịp.
Size 16kg nè. Bộ này lên 79k luôn dùng nguyên nhé. Sạp 95.000 cho chị Hoa Hồng Xinh Hoa nè. Rồi lên luôn những này size 16kg. Hàng này, hàng này nhập đắt hơn. Vẫn bán chung một giá luôn, 79.000. Chị nào lấy cái này lên cho mã Thỏ Hồng 79. Thỏ Hồng 79 size 16. Không phải thỏ, mèo ấy. Size 16, mèo size 16 nè. Mèo size 16, mèo size 17 cái này còn được 2. 38 có ít chị ơi, 38 có ít có trong này nhưng mà rất là ít. Rất là ít. 95k. Rồi lên luôn dùng nguyên cái mã này. Chị nào lấy cái này lên view ít thế. 17kg, mèo 17kg. Tương tác lên xíu dùng nguyên hình hồng nhung. Đây nè, mèo 16 nè. Tương tác lên dùng nguyên cho chị em mình thôi. Nha, mỗi chị em mình vô xem like chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Mỗi chị em cho xin một nút chia sẻ. 16 là 79k. Có từng nữa đâu mà không nhớ, họ biết rồi. Size 16 17kg nè. Con này 16 17kg lên luôn dùng mã cam bé trai nè. Cam bé trai 79, size 16 17kg là chị em mình chốt. Cam trai nha. Size 18kg hồng. Chị nào lấy 18kg hồng lên 18. Hồng 18. Kim một hỏa. Hồng 18 79. Hồng 18 79, chị nào lấy hồng 18 79k. Hồng 18. Hồng 18 luôn. Cái này cọc này còn cọc xây nhỏ thôi. Hồng 18. Cái này 18kg hết ấy. Gái 18kg nè, gái 17kg nè. Trai 32kg. Trai 32kg. Đỏ 32kg 85. Đỏ 32kg 85, chị nào lấy đỏ 32 lên đỏ 32 luôn dùng nguyên nhé. Lấy cái điện thoại chia sẻ phát nữa bạn. Chia sẻ về trang cá nhân phát nữa nè. View ít quá là người đang like cho nổi. View ít quá. Chờ một xíu nha. Cho thêm cục đá vô trong đây nên đi xả. Trời ơi, không tới 100 view sầu like. Như cái này mà sao mà like được. Ta lại chuyển qua đồ người lớn đi chị em mình đâu. 24 em không? Mèo 22. Đâu có mèo 22 đâu chị. Cái này đâu có mạ nào 22kg đâu. Không có 22kg. Rồi lên luôn những mã tặng gió luôn dùng đi. Gió 25kg đổ về. Gió 25 đổ về 85k. Gió bé nhá, 25kg đổ về 85. Chị nào lấy gió bé lên gió bé luôn dùng nguyên. Chị ơi cái này em bóc trúng cái này em like cái đó thôi. Giờ em không soạn từng cái đâu chị ơi. Em không soạn từng cái được nhá. Giờ em bóc trúng cái gì em like cái đó thôi. Không có soạn ra từng cái để like em mình coi được. Size 22kg. Đỏ cho chị Yên Nhã. Đỏ cho chị Yên Nhã 85. Đỏ cho Yên Nhã 85. Rồi lên luôn dùng mã gió bé luôn dùng nguyên này. Chị nào lấy gió lên gió luôn dùng nguyên này. Gió nha. 25kg. Rồi chị Yên Nhã. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này 22kg 85k. Chị nào lấy lên luôn dùng nguyên cái này 85kg nha mình. Gió bé cho chị Ngọc Anh Trương. Like đồ bé. Sao chị em mình view như thế này rằng like đùa. Còn 22 nhá, còn 22. Rồi lên luôn dùng mã 8, 25, 28. Có chị ơi. Cái này từ 25 đến 28 cái chị em mình chốt 85. Bộ này đẹp lắm nè. Bộ hè em không. Bộ hè giờ không lên, bộ hè cũng còn size nhí nhí thôi. Đó 32 chị Yên Nhã có rồi. Lên luôn dùng mã 8, size này là size 25 đến 28 kg nè. 8, 25, 28. 8, 25, 28, 85. 825 2885. 832 85. Cái này bé trai bé gái gì mang cũng được hết nha. Chị nào lấy cái này lên chung mã 832 kg đổ về. 825 28 thì Tiết Nguyễn. Tiết Nguyễn 832 832. Chị nào lấy 832 lên 832 dùng nguyên á. 832kg nè. 832 cho Ngọc Anh Trương. Ngọc Anh Trương 832 luôn. 32kg đổ về 85. 32kg đổ về 85. Hàng này hàng 195.000. Gió 22kg cho chị Văn Trung Hà. Văn Trung Hà 85.
Phan Trung Hà 85. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã 32. 32 ký 885. 32 ký 885. Chị Tiết Nguyễn hồi nãy có rồi chị ơi. À hồi nãy chị Tiết Nguyễn 25 28, cái này thì Tiết Nguyễn luôn. Tiết Nguyễn luôn. Rồi còn 32 ký đây chị em mình nè. 832 cho chị Phương Phạm. 832 chị Phương Phạm. 832 cho Phương Phạm. 832 cho Phương Phạm. Rồi còn một bộ 32 nữa. Còn một bộ 832 nữa, chị nào lấy 832 lên nó 832 giúp Nguyên nha. Chị Ngọc Anh Trương có rồi. Ngọc Anh Trương có rồi nha. Có rồi nha. Ủa, bộ sáp cái còn đây mà đang hiền hôm bữa chứ sao rồi. Xe 30, 30 kg quay đầu, bộ màu xám lúc nãy xe 30 kg quay đầu. Chị nào lấy xám 30. Lấy xám 30, chút xám 30, 32 chị Liễu Hình nè. 32 cho Liễu Hình nè. À, Nhã Uyên nè. Cái này cho Liễu Hình nè. Cái này 3 mấy. Cái này 30 rồi. 30, 30 cho chị Thảo Lan. 30 cho Thảo Lan. 30 cho Thảo Lan. Còn 30 nè. Hết 32 rồi chị ơi. Còn 30 nha. Hết 32 rồi. À 32 đây nè. 32 cho chị Ngô Hương nè. Ngô Hương nè, là mở ngoặc gom cho chị Nhã Uyên nè. Gom chung với Nhã Uyên nè. Rồi tiếp luôn cho Nguyên, cái này còn xám xe nhỏ. Xám này có cả xe nhỏ nè. À, chị có 32 rồi đó chị. Chị có hẳn 32 luôn rồi. Nhã Uyên nhã rồi. Ờ cái này Nguyên còn cả xe nhí á chị em mình nè, xe dưới 20 ấy. Xe dưới 20 á chị nào lấy dưới 20 lên 2 lên số ký luôn dùng Nguyên nhé. Cái này Nguyên còn ri nhỏ đấy. Còn ri nhỏ đấy, chị nào lấy chút lên dùng Nguyên nha. Cái này Nguyên còn ri nhỏ, ai chưa có thì lên nhá. 80. Ri nhỏ là 79, to là 85. Nhỏ 79, to 85. Rồi lên luôn dùng Nguyên tiếp tục nha, xe 35. Hello chị Linh Diệp nhá. Xe 35 ký ui xinh chưa nè. Hàng váy này hàng 200. Hàng 225.000. Váy này là 225.000. Xe 32 ký. Nó nhầm 35 ký. Chị nào lấy váy lên váy luôn dùng Nguyên nhé. Váy 35 ký 85. Váy 35 ký 85k nhé. Chị nào lấy váy 35 lên váy 35 luôn dùng Nguyên. Váy 35, váy 30. Đấy. Tím xe nhỏ, tím xe 16. Chị nào lấy cái này tranh thủ lên nè. Lai mình lai nhanh để lai hàng người lớn chị em mình ơi. Nha. Lai đồ bé thì lai mệt lắm. Nào lai đồ bé là rất là mệt. Đọc từng cái, đọc từng size rất là mệt. 15. Rồi chị nào lấy váy lên váy đi 30 kg nè. Xinh lắm mấy chị em mình ơi. Chị nào lấy váy tím kèm size. 15 cho hình Hồng Nhung. 15 nè. 15 cho hình Hồng Nhung nè. 19 à. 15 là 79, 35 cho chị Mỹ Lê Đoàn. 35 cho Mỹ Lê Đoàn. 35 Mỹ Lê Đoàn. 16 cho chị Nguyễn Thu Lan. 16 Nguyễn Thu Lan. 16 là 79 ca. 16 79 ca. 25 ký không có. 25 không có chị, 25 không có. Còn 30 này chị em mình nè. 85 à. Còn 30 nhá. Còn 30, còn xanh 30 và tím 30. Xanh 30 và tím 30. Cái này đây là cưng chưa? Hàng 225.000 đấy chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên mã 32 dùng Nguyên nhé. Chút lên mã 32 ký luôn dùng Nguyên. Comment lên mã 32. Chị nào lấy 32 lên 32. Xanh 25, 28 đây này cho chị Nguyễn Thu Lan. Anh này tím rồi. Anh này xanh. Thu Lan có rồi. Chị nói tím nhưng không có. Tím còn. Cái này có 25 ký này. Cái này có 25, 28 xanh này. 30, 15 cho chị Yên nhã. 15 còn đó. 15 người ta chốt rồi chị ơi. Hết 15 rồi, cái này còn xe to thôi. Còn 35 nè. 35 cho chị Yên Nhã nè. Cái này 35 cho chị Yên Nhã nè. Rồi Nguyên còn cái này xe 30. Còn 30. Còn 30 xe nhỏ 79. 25 cho chị Nguyễn Thu Loan. Xe nhỏ 79, xe to 85. Cái này cho chị Nguyễn Thu Loan. Nguyễn Thu Loan. Còn bộ hàng 225.000. Yên Nhã bảo giống màu à. Em không ấy đâu, không biết đâu chị ơi. À,
toàn lẻ tẻ sai rồi mà giờ chị bảo giống màu chị. Ôi cái này xinh nè, lên mã xinh xinh 17 quay đầu, xinh 17 quay đầu, xinh chưa, 17 quay đầu nhé. Chị nào lấy mã này lên mã xinh 17 quay đầu, xinh 17 quay đầu. Chị nào lấy xinh 17 lên xinh 17 luôn dùng nguyên nhé. Cái này sẽ bự nè, hồng tím bé 22 đâu có rồi, 22 hết rồi. 25-28 bộ hồng. Bộ hồng này 25-28 85. Bộ hồng 25-28 85k. Chị nào lấy bộ hồng lên bộ hồng nhé. Từ 25 đến 28 ký 85k nhá. Chị nào lấy cái này trên, lên tranh thủ lên nhanh tay luôn dùng lên. 25-28 85 nhé. Không có. Không có nha. Hồng 25 chị Nguyễn Thu Lan. Chị em mình bảo chút cặp nó rất là khó. Dạ, lấy xe lấy số ra mà. Đừng chút cặp nha. Mịt lắm luôn. 32 ký hồng. 32 ký hồng. Chị hàng này hàng 205. 32 ký hồng. Chị nào lấy hồng 32 ký lên hồng 32 ký thì nguyên á. 25 ký hết rồi chị ơi. Hồng 32 thì nguyên. Bộ hồng này 32 ký. 32 ký đổ về, nguyên đọc số ký toàn số ký đổ về hết. Nha, 32 cho chị Vũ Thị Ngọc Lan. Vũ Thị Ngọc Lan. Em đang like đồ bé mà. Không chị Thu Hiền ơi. À không chị Đặng Dung ơi. Trai 18-79. Trai 18-79. Toàn bộ là hàng xịn hết nhé chị em mình ơi, không phải hàng xử hàng gia công đâu. Cái mua thử hàng này về dùng nguyên 32 mấy rồi. Chị nào lấy trai 18 lên trai 18 luôn dùng nguyên 79. Trai 18-79. Chị nào lấy trai 18-79 lên luôn dùng nguyên cái này cưng. Bilama nhá. Bilama size 18 luôn. Xin chào, cái này thun cốt tông. Con này là thun cốt tông. Chị nào lấy cái này lên mã gái 18. Trai 18 và gái 18 luôn dùng nguyên. Xin chưa. Trai 18, gái 18. Ai lấy cái này lên nhanh tay nhá. Trai 18, gái 18. Bỏ bớt xuống cho nó gọn đi sao. Trai 18, gái 18. Đây này nè, bỏ xuống đi cho nó. Nó gọn cái đống chừng. Bỏ trong bì. Ba làm chắc theo đóng mà ba làm tiếp tục. Hồng 32 em hết rồi. Hồng 32 em hết rồi. Cái này toàn viên nhỏ thôi. 18 này. Gái 18 cho chị Mai. À quên, gái 18 cho chị Tiết Nguyễn. Cái 18 là cái trong tay ba, trong tay ba này. Đó, dưới cùng. Đó, ok, Tiết Nguyễn. Rồi lên luôn dưỡng mã xanh 18. Quên, xanh 15. Xanh 15 và xanh 18. Xanh 15 và xanh 18 cưng chưa. Xanh 15 và xanh 18. 79k. Xanh 15 ký quay đầu và xanh 18 ký quay đầu nhé. Xin không. Hàng này toàn 200 mấy nghìn. Hàng 205 nghìn. Gái 15 cho chị à. Có chị ơi, có nhé. Cái này cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Huỳnh Hồng Nhung. Rồi. Lên mã này lên cho mã gái 18. Gái xanh 18. Gái xanh 18. Xanh 18, xanh 15 hết rồi. Đấy. 18 à? 18. Rồi lên luôn dưỡng mã vàng, vàng 17. Có đang xen trong này chị ơi. Thêm một bộ cho chị Liễu Hình màu xám để xây. Ba coi xây 90 ba. Đây này, đây. Liễu Hình. Rồi lên luôn dưỡng mã hồng 17. 32 à? 30 à? Ba hỏi 30 ra. Đây là cái này sao 30 ra? Ừ. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Comment lên luôn dùng mã này là mã hồng. Hồng 17. Hồng 17 lên luôn dùng nguyên. Comment lên mã hồng 17. Hồng 17 nha. Hồng 17, chị nào lấy hồng 17 lên hồng 17 luôn dùng nguyên. Còn trai còn gái trong này chị ơi, còn đang xem. Xe 30 được, mở cửa ra luôn. Xe 30. Comment mã trơn xe 30 nè. Cái này xe 30 nhá.
trơn size 30 85. Ngồi vô ngồi đi. Trơn vàng 30 85, cái trai đấy. Trơn vàng 30 85, gì đó gì. Biến rồi cái bồ con lái đi. Đi vô, nhanh. Đi vô lái đi. Nhanh. Đừng nói nhiều. Rồi lên luôn dương mã hầu. Trơn 30 à. Trai 30 đó, trơn 30 đó. Biết Nguyễn. Rồi lên luôn dưỡng mã hồng luôn dùng nguyên. Xe 35. Hồng 35 nè. Chắc con này đã lắm chị em mình. Chắc con này đã lắm luôn ấy. Chị nào lấy hồng giống như dòng dòng rip ấy. Hồng 35kg. Chốt mã hồng 35 nè. Hồng 35 một bộ nè. 85k. Hồng 35 và hồng. Hai hồng 35 luôn. Chờ xe to 85. Xe to 85 nha. Toàn bộ hàng này hàng này, như con này hàng 195.000. Hàng con này 195.000. Trơn vàng hết chị Yên Nhã ơi. Hồng 35 cho Tăng 35. Nguyễn. Tăng Nguyễn nhé. Tăng Nguyễn có đơn. Hồng 35 đang toàn bộ này. Chị nào lấy hồng 35 lên hồng 35 luôn dùng Nguyên. Hồng 37. Hai cái này cũng hồng nhà. Như Rama cũng xây nhỏ, xây to cũng như nhau hết. Nha, cái này lên luôn dùng hồng nhà, xe 35. Hồng đây cho chị Nguyễn Tiền. Nguyễn Tuyền xe 35. Rồi lên luôn dưỡng mã hồng nhà xe 35. Hồng nhạc, cái này chị em mình đổi qua hồng nhạc luôn dùng nguyên này. Hàng 195.000 nè chị em mình nè. Trơn vàng em lấy rồi. Đây mã hồng nhạc luôn dùng nguyên. Hồng nhạc xe 35. Cho nó khác nhé, tại vì la liên tiếp hai mã màu hồng. Chốt lên luôn dưỡng mã hồng nhạc 35. Hồng nhạc 30. Hồng nhạc cái chị Ngô Thị Ngọc Mã. Đấy. Ngô Thị Ngọc Mã. Rồi 30 giúp Nguyên nhá. Hồng nhạc 30. Chị nào lấy hồng nhạc 30 85. Hồng nhạc 30 85. Hồng đậm mà. Sao đâu à? Hồng đậm size 25. Hồng đậm nè size 25 28. Hồng nhạc kèm size cho em như vậy mà nó. Không có size Nguyên không biết đường chốt. Nha, ráng lên luôn cho Nguyên cả số ký luôn. Cái này lên luôn dùng nguyên size này dành cho bé nhà mình 25kg nè. Cái này hồng nhạc 30, 25 nè. Bé gái 25 chắc sợ không còn vậy. Em lên bóc trúng cái nào hồng nhạc 35 em hết rồi. Thì là trẻ mình chốt thôi. Ở trước thôi con không biết. Tại vì giờ nó lộn xộn trong này. Nên chị Mỹ lo, nó còn lại cả size á. Nên chị Mỹ lo. Nha trẻ mình hỏi trước mình không biết được. Lưng chưa nè. Size 17. Bi vàng 17. Cân chưa 17 ký nè. Cân. Cân ăn cây không được ăn bánh rồi. Ăn bánh không được ăn cây. Không đậm cho chị Tiết Nguyễn. Tiết Nguyễn đừng có dầm lên đồ nữa. Mà quýnh đi. Của con có trong đó rồi. Rồi chị Phạm Ly ơi. Xong rồi nha. Xong rồi. Cân chưa. Những cái bộ pyjama này toàn hàng 2 hết trẻ mình nè. Hàng này toàn cắt giá hàng 2 hết nè. Đấy, lên luôn dưỡng mã 79k size 17. Vàng 17. Tăng Nguyễn là gộp đơn với Yên Nhã. Sao nãy giờ như hai người gộp đơn Yên Nhã rồi. Size 22kg hà hồng nè. Con hồng này 22kg đổ về. Nha, chị nào lấy hồng 22. Gái đó chị ơi. Mà trai này, trai gái gì mà không được. Một vàng mà. Trai gái gì mà cũng được. Cái này lên luôn dưỡng mã 22. Hồng 22kg. Hồng 22 nhá. Chị nào lấy hồng 22 chút lên hồng 22 luôn dùng nguyên. Hồng 22. Vàng này thì bé trai bé gái gì mang cũng được. Chị nào lấy hồng 22 lên hồng 22. Hồng 22 nha. Hồng 22, hồng 18. Hồng 22 Lê Hải kìa. Xíu nữa chị ơi, Lê Hải. Lê Hải nào đây. Hồng 17. Nè con trưa cũng như tối nghe, quýnh đó nghe. Vàng 32. Lê Hải lên thông tin nha. Vàng 32 lên thông tin cho người em nha. Vàng 32 ký quay nào. Chị nào lấy vàng 32 lên vàng 32 giúp em nhé. Vàng 32 85. Bộ xây to này. Chị ơi cái nào em đọc tên là có giờ bỏ trong cọc rồi chị bảo. Chị hỏi là em không biết. Vàng 32. Vàng này nè. Lấy thì chốt đi chị ơi. 32 cho chị thu thủy. Vàng 32 đây nè, cái này trai gái gì mang không được. Họ tiếc con thỏ. Con thỏ chứ không phải Hello Kitty đâu.
Ở này trai gái gì ba không được. Thằng ba hai hết rồi. Ok chị Lê Hải. Có thông tin trong Messenger. Xanh size 14. Xanh size 14 và xanh size 16. Xanh 14 và xanh 16. Chị nào lấy xanh lên xanh. Ok chị Sái Gia lên 79. Có đồ thun. Còn đồ thun 30kg còn đấy chị ơi, còn trong này đấy. Em bóc đang xem nè. Em còn được 4 bao nữa là hết rồi. Nha. Chốt lên luôn những mã này là mã xanh. Xanh 16 chị Thu Thủy. Cái này chị Sái Gia Linh. Cái này chị Thu Thủy. Còn 14, 15. Còn 14, 15 cái này cưng quá nè. Cưng chưa? 14, 15 nè. Sái Gia Linh bao nhiêu ký này? Sái Gia Linh 79k. Rồi lên luôn những mã này. Thì cái miệng kem ít nè. Con lại nói duyên á, duyên này ngồi cho tủ kìa. Lại nó có duyên đi. Không có chị ơi. Con lại con nói cô duyên á, cô duyên mở tủ cho. Nhanh lên đi. Hồng 22 à. Hồng 22 chốt rồi chị ơi. Còn hồng 18 thôi. Còn hồng 18. À xanh 45 cho Bảo Nhi. Ok 45 cho Bảo Nhi. À này 34 rồi. 34 rồi Bảo Nhi ơi. Còn gái đẹp à. Cái nó 34 rồi. 18 luôn dùng nguyên. Xám 18 79. Xám 18 79. Cái hũ nó vậy. Mở ra nó có miệng nhỏ không? Chị nào lấy xám 18 79k. Cái nó 4 à 34 rồi Bảo Nhi ơi. Cái 34 rồi. Chị nào lấy xám. Xám 18. Lên xám 18 luôn dùng nguyên. 11 là lấy số em đọc số 14 đổ về thôi, không còn size nhỏ hơn. 11 là lấy số 14 đổ về chứ không còn số nhỏ hơn. Không bự. Cái đó anh còn kìa. 6-18 cho Mỹ Loan. Mỹ Loan giờ mới vô coi được. Quân tranh thủ cũng lên ít đồ bé để chị em mình chờ đồ bé xong lên lại đồ lớn. Bốn năm nè, 16kg nè. Hồng 16. Hồng 16 đây 45 đây, ai lá 45 lên 45 nè. 16kg hồng 16. Chị nào lấy hồng 16 chút hồng 16 luôn dùng đi. Hồng 16 ký. Comment lên hồng 16. Ok chị. Cái nào chốt đơn rồi đẩy đơn rồi nha. Ok rồi đẩy đơn rồi nha. Chị nào lấy hồng 16 lên hồng 16. Cái này này toàn rồi. Cái cọc này toàn xe nhỏ vậy ta. Hồng 18. Hồng 18. Xám 18 hết rồi chị Kiều Trần ơi. Hồng 18, chị nào lấy hồng 18 lên hồng 18. Hồng 18. Còn xây bé bé hay nè, chị nào lấy xây bé bé nữa không? Chứ không cái cọc này không còn. Ôi có cái mã khỉ này của tay tên, để lên mã khỉ bé trai này thôi nè. Tay quá. Từ từ nha. Cô ta chưa? Xa 22. Khỉ xa 22, cưng chưa? Khỉ 22 đổ về nè. Chị nào lấy khỉ 22 cái đổ về. Cái này thì trai hay gái đều mang được hết nhá. Khỉ 22, chị nào lấy khỉ 22 lên khỉ 22 giúp Nguyên. Khỉ 22 85 nhá. Chị nào lấy khỉ 22 kg lên khỉ 22 kg luôn dùng Nguyên. 85k khỉ. Khỉ 14, 14 kg quay đầu nữa nè. 79k. Khỉ 22 cho chị Nguyễn Hạnh. Chị Thảo Lam là gộp đơn với Thuận Thu Trang. Thảo Lam gộp đơn với Thuận Thu Trang. Thế lên đơn rồi. Đi đơn rồi chị ơi. Đi đơn rồi chị nha. Đại đơn rồi sáng chút đơn ok rồi đi đơn rồi nha. Đưa cho Mai Xanh này. Không, chị Thảo Lam. Nguyễn Hạnh nè. À quên cái nó cho Nguyễn Hạnh. Đi đơn rồi chị ơi. Không có 25 chị ơi. Khỉ 14 cho Cúc Thái này. Khỉ 14 cho Cúc Thái này. Cái này 15 nè. Con này con gì không biết con. Cái hình đi. Chốt mã hình luôn dùng nguyên đi. Comment mã hình này cứ xem. Hình này giá của nó là 189.000. Chị nào lấy hình size 15. Hình size 15 nè. Nguyên đọc luôn cho trẻ mình kèm size luôn cho trẻ mình cho nó dễ nè. Hình size 15 quay đào nè. Hình 17kg quay đào nè. Hết khỉ. Hết khỉ rồi. Hình thôi. 22 nè. Hình 22kg nè.
Bộ Bilama 11 kg không em? Dạ không chị ơi. Thì là 14 kg quay đầu. Cái này cũng hình 22 kg quay đầu. Hình 22 này. Thì nào lấy hình 22 lên hình 22 này. Hình 14 quay đầu này. Hình 17 quay đầu này. Và hình 22 cho Nguyễn Hạnh. 15 kg. Đấy, chị nào lấy hình lên hình luôn dùng Nguyên nha. Chị nào lấy hình lên hình thì 22 hết rồi. Hình lên hình đi mấy tình yêu ơi. Chứ mà cô gái luôn dùng Nguyên. Cô gái size 25. Hình 22 hết rồi. Cô gái size 25. Chị em mình bảo lên đồ nick mà lên đồ nick chốt chậm thế. Chốt lên luôn dùng Nguyên cái mã này, size 25. Comment mã này là mã bé 25 nhá. Gái 25 luôn dùng Nguyên đi. Gái 25. Comment lên gái 25 cho tao nhé. Gái 25 nhá. Rồi tiếp. Trời ơi. Cưng chưa phải 17. Hình 18 coi kìa. Cô gái 25 cho chị Nguyễn Thu à, cô gái 25 bạn cho chị Lê Dung. Lê Dung. Lê Dung 25 cho Lê Dung. 18 cho Ngọc Anh Trương. 18 cho Ngọc Anh Trương. 18 Ngọc Anh Trương. 18 Ngọc Anh Trương. Cô gái 25 hết rồi nha. 17. 17 nè. Lên luôn dùng mã nhí hồng 17 79. Nhí hồng 17 79. Chị nào lấy nhí hồng 17 79k. Hình 14 cho chị Thu Hiền G. Hình 14 cho chị Thu Hiền G. 14 cho Thu Hiền G. 14 Thu Hiền G 79. Rồi lên luôn dùng mã này. 17 nhá. Chị nào lấy nhí 17 lên nhí 17 luôn dùng Nguyên. Nhí hồng 17 cho chị Nguyễn Thu Lan. Nhí hồng 17 Nguyễn Thu Lan. Bộ bi size to này. Bộ bi size 22 này. Bộ bi size 22 này. Bộ bi size 22 nè, 205 gì. Con lên trẻ mình 79 gì, size 22. Bi size 22 79. Chị ơi em nói nè, em bóc nãy giờ, em nói từ nãy giờ là em bóc chứ cái gì em like cái đó, em không soạn trước được đâu. Nha, chị nào lấy bi lên bi. Chứ biết nó đã có size gì đó thì bóc lên cho chị em cho nó khỏe. Em bóc đại thôi. Tròn size 18. Tròn này size 18 ký đổ về. Tròn size 18. 22 ký đổ về là mang ok. Em đọc toàn bộ là em đọc cái số ký quay đầu nha, em đọc toàn bộ là số ký quay đầu đấy. Chị nào lấy cái này Bilama size 2 ký quay đầu em đọc cho nó nhanh. Rồi đây luôn dùng mã tròn này size 18. Tròn 18 là 18 ký đổ về. Em đọc cái số ký đằng sau, cái trước là cái mã, cái số đằng sau là cái số ký quay đầu đấy. Và giá size nhỏ là 79, size to là 85. Bi 22 cho Hiền Hải Nguyễn. Hiền Hải Nguyễn. Tròn 18 cho Mai Xanh. Tròn 18 cho Mai Xanh. Rồi lên luôn dùng mã này gió hồng. Gió hồng 18. Có chứ. Cứ thông thả đi. 18 79k. Chị nào gió hồng 18 79. 16. Con này lên chung mã ngựa 16 79. Ngựa 16 79. Gió hồng cho chị anh Hồng Trần. 16 nha, comment lên luôn dùng mã 16 ngựa 79. 16 ngựa 79. 16 ngựa 79. Gửi cho Bảo Nhi. Gửi cho Bảo Nhi. Gửi Bảo Nhi. 20kg đổ về. Chốt mã xanh 20. Xanh 20kg đổ về. Lên mã xanh 20 luôn dùng Nguyên nhé, 79. Xanh 20, 79. Chị nào lấy xanh 20, 79 chút lên xanh 20, 79 dùng Nguyên nhé. Xanh 20, 79k. Comment mã xanh 20, 79k lên luôn dùng Nguyên nha chị em mà nói. Dạ. Rồi lên luôn dùng mã này. Xe 16. Comment mã cô gái 16. Cô gái 16, 79. Cô gái 16 kg 79k. Chị nào lấy cô gái lên cô gái. Bộ Bilama đấy hà. Hết rồi. Còn cái số này số 34 thôi. Hết rồi em ơi.
chưa có. Em ơi, em nhắn chưa chứ? Fan 20 cho chị Tâm Nguyễn. Cô gái cho chị Kim Nhân Nguyễn. Cái thằng ấy nhắn, nhắn chưa không giải nói gì hết chứ. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này, chốt lên luôn dưỡng mã này. Comment mã này là mã 10-15 nha. Màu K15 gái. K15 gái. 832 trai 85. 832 35 37 đến 37 là lớn nhất rồi chị ạ. Cái 37 là lớn nhất rồi. Nguyên nói là hàng này trẻ mình cứ yên tâm, cứ nhận hàng về đi dùng nguyên đi. Hàng toàn bộ là hàng siêu thị, người ta bán tiền trăm mấy hết, 179 195 hết. Thế hỏi nè, hỏi Bảo Nhi, Bảo Nhi mua nhiều lắm rồi nè. 832 nè, cho Minh Kiều nè. Em đọc 32 có nghĩa là 32 ký quay đầu nha. Nhiều chị mua quen hàng này Minh rồi. Kiều đang tiền nha. T30 xanh 30 ai? Minh Kiều này có đơn chưa? Minh Kiều có đơn chưa? Bỏ kìa. Cho chị Thảo Lam. Xanh 30 nhá, xanh 30. Xanh 30. Xanh 30 chị Mỹ Loan. Mỹ Loan. Mỹ Loan, trẻ mình cứ mua thử đi. Rồi lăn xăng thì mua tiếp bộ hai bộ thôi. Trời ơi, còn hai cái gừng không? Rồi 16. Chúc mọi nhí 16. Nhí 16 69 832 em hết rồi. Rồi lên luôn dưỡng mã tặng xe. Cái này hàng 189.000 này chị em mình này. Lên luôn dưỡng mã xe. Xe 18 79 gió nha chị em mình ơi. Xe 18 79 con này là gió nha. Chị nào lấy gió hàng này hàng 189.000. Xe 18. Chị nào lấy xe 18, lấy xe 18 luôn dùng nguyên. Xe 18. Rồi hồng. Hồng 18 luôn. Hồng gái, xe xanh trai 18 ký quay đầu 79k. Chị nào lấy gió lên gió đây nè. Cái này là 16 luôn. Cam 37. Cam này 37kg đổ về nè. Cam 37 85. Chị nào lấy cam 37kg 85k. Hồng cho chị Yên Nhã. Hồng Yên Nhã 79. Xe cho chị Ngọc Anh Trương. Xe Ngọc Anh Trương 79. Cam 85. Cam cho chị Mỹ Loan 37. Em đọc toàn bộ số ký là số ký quay đầu á chị em mình, hề để ý mà chị em mình chốt nha. Cái này nó 37kg là đến mét năm mấy, mét 54 vâng. 54 à? 52 vẫn mau ok. Cam 37 chốt rồi nhé. Cam 37 cho chị Mỹ Loan. Mỹ Loan này cách cũ rồi ta. Chị Mỹ Loan có thông tin chưa? Nếu như chưa có thông tin lên thẳng thông tin trên live channel đấy nha. Hai lăm quay đầu. Chúc mọi gió 25. Gió 25 quay đầu luôn dùng nguyên. Gió 25 quay đầu. Chị nào lấy gió 25 quay đầu, chút gió 25 quay đầu luôn được đi. Này cưng nè. Gió 25 quay đầu, cam 37 vẫn hết nhé. Gió 25 quay đầu. Comment mãi gió 25 dùng nguyên nha. Cái bộ này cưng lắm luôn á chị em mình ơi. T32 kì. Gió 25 cho Mai Hạnh. Ok. Cái này cho Mai Hạnh. Ok cho Mai Hạnh. Rồi cái này 32kg. Cưng chưa? 32kg này. Chị nào lấy cái này lên 32kg luôn dùng nguyên này. Cưng chưa? Dễ thương này.
32, giá 25 hết nhé. Giá 25 hết. Chị nào lấy cái này lên mã bộ 32. Bộ 32 luôn vừa nguyên này. Bộ 32 85. Bộ 32 85. Bộ 32 cho bồ câu. Điều Huyền đi nghe xíu nè. Bộ 32 cho bồ câu. Rồi lấy luôn dưỡng mã đỏ 30. Đỏ bé trai 30. Đỏ bé trai 30. Cái này cho chị bồ câu dùm em. Bồ câu nha. Rồi lấy luôn dưỡng mã đỏ trai 30. Đỏ trai 30. Đỏ trai 30. Chốt lên luôn dùng nguyên mã gió 30 luôn. Gió trai 30 85. Gió trai 30 85. Đỏ trai 30, gió trai 30, 85k dùng nguyên nhé. Cho chị nào lấy chốt. Cái này còn bộ như là nó lại vùng rồi. Có gió nè. Xanh 18. Xanh trai 18, 79. Gió 30 cho chị Kim Anh Đặng đi. Kim Anh Đặng 18 xanh 79. 18 xanh 79. Hàng con này 189.000 nha. Chị nào lấy gió xanh 18 lấy gió xanh. Đỏ hả? Gái hả chị? Hơi men ấy. Gái cũng được. Được, cũng được chị ơi. Được chị ơi, được ấy. Được ấy. Rồi nha, chị nào lấy cái này size 18kg nè. Chốt mã 18kg luôn dùng nguyên 18kg xanh. Đỏ nè, siêu ấm nè. Đỏ này 18kg nè. Cái này hôm nay chị em mình mã này là mã tặng 70 đi. Mã này hàng xóm nha, 70. Ok chị Mỹ Lo. Chốt mã này mã 70 luôn dùng nguyên nè. 85 chị. Cái này ở trong lót nỉ dài. Nhưng mà mã này là mẫu cũ. Mẫu cũ nhá, chốt mã 70. Comment mã 70 luôn dùng nguyên 70. Hàng lót nỉ, hàng 219.000. 219.000 chốt mã 70 dùng nguyên nhé. Size 18. Đỏ 18. Lên lưu dưỡng mã sau. Sau này cái này cọc này toàn 18kg thôi. Gió này 18kg, gió hồng 18. Vàng ngựa này 15 quay đầu. Này xin ngựa 15 quay đầu. Nha chị nào lấy ngựa lên ngựa qua mã nha. Qua nha. Áo gió chị. Cái này trai. 18kg luôn. Lên quần dài nam đi em, giờ chưa chị ơi, giờ không. Ngựa nó cho chị yên nhã. Cái áo gió ngựa cho chị yên nhã. Ở trong nó còn cái áo gió ngựa chị. 618. 618 79. 18 cho 279 đi chị. Nguyễn Hạnh. Cam 30. Ơi sám này còn một bộ 32 nè. Sám này còn một bộ xe 32 nè dễ mình nè. Cái này trai gái gì mang cũng được hết. Bộ này với trai với gái gì mang cũng được hết nhá. Xe 30. Hàng này là hàng xe 32. Hàng 159k nè. Đây, con này thì trai gái gì mang cũng được. Chốt mã sám. 40 rất là ít, 35 thì có, cho 40 không á chị ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên, chốt mã này là mã sám. Size 32kg đổ về. Xanh trên, không có chị ơi, size nó nhỏ. Có cái sám nào 45k đâu ta. 45kg à, 45kg là chị có. 45k, 45kg. Rồi lên luôn dưỡng mã này. Sám 32. Sám 32 nhé. Cam này size. Cam này size 30. Cam này size 30 bé trai. Cam 30 bé trai. Chị nào lấy cam 30, chút cam 30 luôn dùng nguyên trai. Cam 30 trai.
Ai lấy cam 30 chai, chốt cam 30 chai luôn dùng nguyên nhé. Điều tra lên bao 2 bao nữa thôi lại, nhưng mà chỉ qua hàng lớn chị em ơi. Hồng 18. Hồng 18, chị nào lấy hồng 18 lên hồng 18 dùng nguyên. Hồng 18, hồng 18 xong cái bao. Bỏ cái bao cho nó gọn. Không chị không có bộ lửng. Cái này em đang lên đồ dài thôi. Em đang lên đồ dài thôi. Sáng 17. Giờ em không lên đồ lửng nha. Rồi lên luôn dựng mã xe này có xe bự. Xe 32. Xe bé trai xe 32 này. Cam 30. Cam 30 bên đó là cái bộ cam đấy, lòi cái tay ra đó kìa. Nga Bùi này đi đơn lần nào chứ hề? Nga Bùi. Chị Nga Bùi đi đơn lần nào chứ hề? Xe 32 cho chị Phương Phạm. Chị Nga Bùi lên lại thông tin cho em đi nhá. Lâu lâu có mua hàng lên lại thông tin cho em đi nhá. Cái này cho chị Phương Phạm. Phương Phạm. Nga Bùi lên thông tin. Xe 30 này. Chưa à? Xe 30 và xe 16. Còn hai mã xe. Xe 30 kế quay đầu và xe 16 kế quay đầu là chị em mình chốt ok. Được chưa? Ai lấy xe nữa lên xe dùng nguyên. Xe 30 quay đầu và xe 16 kế quay đầu là chốt đẹp. Bé trai nhé. Xe nhỏ là 79, xe to 85. Gió 25 rồi. Giờ đi qua gió 25 rồi chị ơi. Cắt nãy giờ rồi. Rồi chị nào lấy xe lên xe dùng Nguyên đi. Chị nào lấy xe lên xe giúp Nguyên nhá. Gió phu ta 30 cho chị Yên Nhã. Lên thông tin đi chị nha. Chị lên thông tin cho em đi chị Nga Bùi ơi. Không có thông tin không chốt rồi nha. Xem cả địa chỉ trên loa cho em. Em đọc 20 kg quay đầu, em đọc 22 kg quay đầu chị em mình chốt. Xem hết. Xe 16 quay đầu gấu này của tên 79. Gấu hồng 79, hàng này hàng 189. 16 quay đầu dùng nguyên nhé. Chị nào lấy gấu 16 kg. Lên gấu 16 kg lên gấu nha. Gấu 16 kg, chị nào lấy gấu 16. Chốt lên gấu 16 luôn dùng nguyên. Gấu này 16 kg quay đầu. Học váy nè. Váy xe 37. Gấu này hình hồng nhung. Hình hồng nhung. Xe 37. Váy 37 kg nè. Váy 37, gái 22 kg. Gái 37 kg và gái 22 kg. Nhá chị nào lấy hàng váy này toàn là 239.000. Thấy chưa? 239.000. Chị nào lấy cái này lên cho mã váy 37 kg và váy 22 kg, giật hai con váy đi. Váy hoa nhí hai con nhé. 137 và 122. Áo gió xanh 25. Từ từ chạm em tìm. Từ từ chạm em tìm chạm. Cho chị Lê Dung. Từ từ xíu em tìm nhé. Rồi chị nào lấy 37 lên 37, 37 cho chị Nguyễn Tuyền. 37 chị Nguyễn Tuyền. Đây là keo ông chú đưa ơi chở nó. Bao 4 người thiền. Sao kêu không chở đi. Ơi. Tách đỡ của chị đi nè. Tách đỡ của Rui Thắm đi. Hết sạch rồi, cái nào về hết sạch rồi. Tách đỡ của Rui Thắm chưa đi đơn đâu. 17. Chị nào lấy nhí tím 17. Nhí tím 17. Thấy hay hai hết rồi chị Phú Trương ơi. 18 kg nè. 11 kg hả chị? Bé trai 11 kg à? Bé gái 11 kg. Chị ngăn vứt cho em cái này 59 nghìn nè. Cái này xinh nè.
đó, cái màu xanh ngọc thấy không đó. Đây, có cái cả cái móc cho em lấy cái này nè chị, em sale 59.000. Cái này thôi khỏi phải nói luôn, đây chị nè, 59.000 nha. Cái này nguyên còn toàn size bé 12 14 12, bé 22 nè, ta không có 22, 18 nè, 18 nè, 22 nè, 22. Cái này bỏ vào dịp Phú Trương trước, Phú Trương trước để đi đơn đi. À, không phải chưa, à đi đơn rồi. Cái này chị Hiền Hải Nguyễn, Hiền Hải Nguyễn rồi. 30kg nè, cái này nguyên còn 30kg và 18kg. Vớt 59 cho Cúc Thái nè, à cho Kim, Kim Ánh Đặng nè. Hiền vớt cho nguyên cái cọc có phốt cho nhỏ này ra luôn đi, Vương Lê đi bán tặng luôn đi, 59k cho chị Kim Anh Đặng đấy. Cưng quá nè Kim Anh Đặng, 59.000 hàng hai lớp đấy nha, lớp trong nỉ nha. Này Kim Anh Đặng còn 30, 59 nha. Cái này 59, cái này cũng còn 30kg. Vô đóng cửa lại. 30kg nè. Chị nào cho Cúc Thái cái này nè, Cúc Thái cái này nữa nè, 59.000. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này, size này dành cho bé nhà mình, 30kg đổ về, 30kg đổ về nhá. Cái này toàn size nhỏ này, bán tặng hết. Cái này size 14 đổ về, 25kg không có nha. Cái này 14kg quay đầu tím nè, tặng 59k. Vải đẹp lắm luôn vậy em ơi, gió đẹp lắm luôn, vải trong toàn bộ lớp này. Chị nào lấy tím 14kg lên tím 14kg luôn dùng nguyên, xin chưa, 59.000. Chị nào lấy tím 14 lên tím 14. Cái này không có size to. Cái này còn toàn 14kg đổ về thôi, 59.000. Đẹp lắm luôn ý. Tím cho Kim một khóa nè, tím cho Kim một khóa nè. Hồng 12 nè, hồng 12kg đổ về nè, hồng 12kg đổ về nè. Tím 14 hết rồi chị Huỳnh Hồng Dung ơi. À Cúc Thái có rồi. Cưng chưa, cưng chưa. Cái này thậm chí không up lên trang cá nhân, không sale trên live thôi. Chị nào lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên, hồng 12, hồng 12kg, hồng 12kg nè, cam 12kg nè, cái này còn cái cam 14kg nè, cam 14kg nè, 59.000. Nó rẻ quá. Hồng cho chị Anh Hồng Trần, Anh Hồng Trần, cái này 14, cái này 14kg đổ về, cam 14, cam 14, xinh không? Cái này vải về không đẹp nữa thì thôi luôn, biết mua cái gì luôn á chị em mà nữa nha. Và giá 59.000 nó quá là rẻ. Chị nào lấy cái này lên mã cam 14, có cam 14, cam 12, cam 14 và cam 12. Chị nào lấy cam lên cam nhé, cam 14 và cam 12kg được chưa? Kim một khóa, cam 12kg nữa nè, còn toàn 12kg. Cọc kia còn số 4, số 5 gì nè, cái cọc kia nó còn số 4, số 5 gì. Cam 14 hết rồi nhé. Cam 12 cho chị Anh Hồng Trần, cam 12 anh đây. Hồng Trần, cam 12 cho anh Hồng Trần, anh Hồng Trần. Xanh hết rồi, chợ hết xanh rồi. Cái này 13 đổ về, cute lên mã 13 đi dùng nguyên đi, cute chưa, 13 đổ về nhá. Chị nào lấy mã cute lên mã cute toàn bộ là theo nha. Chốt mã cute đi, xin hàng là được sót được cái lên mã xin đi luôn dùng nguyên. 13 đổ về, xin 13 đổ về, xin 13 đổ về, xin 13 đổ về. Cái này còn còn 12, 13 thôi đấy. Chị nào lấy chốt mà 59 thì nó quá ư là rẻ. Hết toàn bộ màu xanh, hết toàn bộ màu xanh nhé, còn màu hồng, màu cam thôi. Cam cam 13, cam 13. Chị nào lấy cam 13 lên cam 13 luôn dùng lên 59. Cam 13 59, cam 13 59. Chị nào lấy cam 13 59 lên cam 13 59. K 13 59k. Ai lấy? San 12 em hết rồi, cute cho chị có lại. Cute cho chị có lại. Hàng hàng 105 rồi.
rồi. Hàng hàng 105 nha. Xin đây luôn à? Không, mã của ta nãy. Đó là xin nữa. Không có. Đó là ai xin vừa của tay xin là cái gì? Chị ơi, chị lấy cái size 12 đổ về thôi chứ không còn size nhỏ hơn. Lấy size 12 ký đổ về thôi, không có size nhỏ hơn nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. 22 nhá, mã này mã 105. Hàng nàng mới sản xuất. Hàng này mới vừa sản xuất nhá. Mã 105. Chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhá. Mã này lên mã 105. Được chưa? Rồi 105 size 35 kg luôn. Nha, 105 size 35. 105 size 22. Chị nào bỏ riêng cái nào ra, bỏ riêng cái nào ra, treo bỏ ra treo móc lên. Cái này hàng đó. Hàng này hàng 105. Hàng này 105. Rồi lên luôn những mã bi. Bi nè, bi lama nè. Bi lama size 37 nè. Cái này màu này thì bé trai bé gái gì mang cũng được hết nhé. Mã này trai gái gì mang cũng được hết nha. Lưu ý luôn dùng nguyên. Trai gái gì mang cũng được hết. Lên luôn dùng mã này là mã bi xanh. Bi xanh 37 kg. Trai gái đều mang ok. Bi cho chị Ngọc Anh Trương. Bi Ngọc Anh Trương. Bi size 35. Bi size 35. Chị nào lấy bi size 35 chút bi size 35 luôn dùng nguyên. Bi 35 một bộ nữa. Bi 35 một bộ, bi 30 một bộ. Bi này còn được một ghi. Bi nè, bi 30 nè, bi 35 ấy. Trai gái đều mang được. Còn chị ơi, không có trai. Còn bộ màu này là sao bé trai mang được. Màu hồng, màu cam làm sao bé trai mang được. Bi 30, 30 cho Sarafa. 30 cho Sarafa. Rồi còn 30 nè. 32 nè. Còn cái này toàn Rito không? 30, 32, 35. 35 nha. Chị nào lấy mã này lên luôn chung mã bi. Kèm size luôn dùng đi. Bi kèm size. Rồi chốt luôn dùng mã này là mã xanh chuối xe 18. Chuối xe 18. Xanh chuối xe 18. 18 là 79. 18 là 79. Chị nào lấy xanh chuối. Lên xanh chuối. Lên mã hồng nhạt xe nhỏ này chị em mình. Xe 16. Hồng nhạt xe 16. Vải thì cái này là nhún nhùn. Mềm nhũn luôn. Mềm nhũn luôn. Cái này lên 16. Cảm ơn mã thỏ. Hồng nhạc cho Bảo Nhi. Nhạc bao nhiêu ký nè? 692. À 792. Chị ơi, hồi làm đơn chút đổi sao đi chị ơi. Giờ con đang like mà đổi không biết được ý. Bỏ cho chị Ngọc Anh Trương đến lúc chút lên chị còn báo bỏ cái size to ra nhé. Rồi size 17. Size 17. Size 17, 56 nè. Chốt mã 17 luôn dùng nguyên nhé. 17. Chị nào lấy 17 lên 17. 17, 79. Rồi lên mã đỏ đô size 37. Đỏ đô size 37 quay đầu. Rồi size to hơi bị hiếm như vậy mà nè. Chị nào lấy đỏ đô, chốt lên đỏ đô luôn dùng nguyên nhé. Thôi lên nốt đồ bé đi vậy mà nè. Đồ lớn để tối hề. Nhá. Chốt lên luôn dùng này. Đỏ đô size 37. Lên hẳn một like đồ bé đi cho nó khỏe. Đỏ đô xe 37. Chị nào lấy đỏ đô xe 37 lấy nó hôm nay ngày mai nghỉ nha. Đỏ đô xe 37 là quần sinh nhiệt. Quần sinh nhiệt bỏ riêng trong cái bao quần sinh nhiệt luôn. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt mã tặng bé 25k luôn. 25k. Chốt mã 25k luôn dùng nguyên size này xây gần 30 kg. Chốt mã 25 trắng. Cảm ơn mã 25 trắng dùng nguyên nha. Like đồ bé chị em mình mà chưa nào không coi đồ bé thì là tối like đồ lớn thì đừng có kêu, đừng có bảo em lên đồ bé đi nha. Đấy, like lớn thì kêu bé, like bé thì kêu lớn rất là cực. Chị Bành Thuận đã có đơn chưa? Bành Thuận CP chưa có đơn. Hình như là ý là có đơn chưa hồi xưa anh có. Bành Thuận CP này có hồi xưa có cháu rồi. Đang có đơn không? Đang có đơn chút. Đang có đơn một thôi. 30k.
15k. Size 14 quay đầu. À, 14 quay đầu, chốt 6-14. 6-14. 6-14. Rồi ok, em chốt đơn chị rồi đấy. 6-14. Hồng 37. Hồng 37 giờ cái số to nên hơi bị hiếm này dạ mà nè. Hồng 37. Hồng 37, 6-14. Bi hồng 6-14 cho hình hồng nhung. Hình hồng nhung 18. Hồng 18. Comment lên mã này mã hồng 18 luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy cái này lên mã hồng 18. Chốt lên hồng 18. Hồng 18. Hồng 37 cho chị Trang Phạm Thị Minh. Trang Phạm Thị Minh. Hồng 18. Hồng 18 cho chị Nguyễn Mỹ Hạnh. Nguyễn cắt ra Mỹ Hạnh với chị. Lên mã gái 17. Sao cái này của ta này. Gái 17 ký, cái này không có tông nha. Gái 17. Gái 17. Chị nào lấy gái 17 lên gái 17. Rồi 15 quay đầu, phối 15. Phối 15 16 được. Phối 15 16. Phối 15 16, gái 17 cho chị Nguyễn Mỹ Hạnh luôn. Nguyễn Mỹ Hạnh đây nè. Nguyễn Mỹ Hạnh. Rồi lên luôn dụng mã. Phối, phối, phối cho Bảo Nhi. Phối cho Bảo Nhi. Phối cho Bảo Nhi. Rồi phối 14 ký quay đầu. Chờ xe nhỏ là 7. Xe nhỏ 79, xe to là 85. Diễm Nguyễn chuyển khoản rồi. Diễm Nguyễn chuyển khoản rồi nha. 14. Chị nào lấy cái này lên cho mã phối 14, 14 15 là được ấy. Phối 14 15 nha, 79. Phối cho chị Phan Thị Lam lên thông tin cho em. Phan Thị Lam lên thông tin giùm em nha chị ơi. Lên thông tin nha, bỏ đi bỏ đơn riêng 14k. 14k. Lên thông tin đi, còn không chốt cho chị Kim một hỏi. Chị nào lấy cái này lên mã 14k. 16 vàng. 14k 16 vàng. 14k 16 vàng. 15 vàng. Chị ơi, chị Phan Thị Lam lên thông tin đã. Vàng 30. Lên thông tin rồi chốt tiếp chị ơi. Lên mã vàng 30 nhé. Comment lên vàng 30 luôn dùng nguyên. Vàng 30 kg, chị nào lấy vàng 30 kg lên vàng 30 kg. K 14. Lên thông tin rồi chốt chị nha. Cam luôn, K 15. Và từ của chị là phối nè. Phối rồi, cam rồi. K 14 nè. K 14 cho chị Phan Thị Lan. Phan Thị Lam. Lên địa chỉ trên like luôn giùm em nhé. 15 vàng cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Lên địa chỉ trên like luôn giùm em nhé. Cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Trò 30. Vàng 30, 85. Vàng 30, 85. Chị nào lấy vàng 30, 85 lên vàng 30, 85 giúp Nguyên. Vàng 30, 85k. Bộ này lên luôn dụng mã này. Mã 5, 50 luôn đi. 50 và size 62. Vàng 30 cho chị Ngọc Anh chưa? Ngọc Anh chưa? Ngọc Anh chưa? Nguyên còn size 16. Vàng 16 và cam. Cam 14. Vàng 30 hết rồi chị Hiền Hải Nguyễn ơi. Chậm thế. Trò lên này, xây 62 đổ về. 62 đổ về lên luôn dùng Nguyên. Mã này chốt lên luôn dùng, mã này là mã 50 luôn dùng Nguyên, 62 đổ về. Lên mã 50 giúp Nguyên nhá. Chị nào lấy mã 50 lên mã 50 luôn dùng Nguyên nè. Comment lên mã 50. Vàng 30 em hết rồi. 14 quay đầu. 14 quay đầu lên luôn dùng mã 70. 14 quay đầu toàn bộ ở trong của nó là lót nỉ. Nỉ dài. Nỉ dài hàng 219. Hàng 219 chốt mã 14, gió 14 ký 70. Mã 50 cho chị Lành Ly. Lành Ly. Chốt mã 70. 70 xe 14. Chị nào lấy mã 70 xe 14. Ok nhé chị Phan Thị Lan. Chốt lên luôn dưỡng mã này mã gió 14 ký. Gió 14 ký 70. Chị nào lấy gió 14 ký 70 lên gió 14 ký 70. 15 ký quay đào sáng. 15 sáng. 15 xám xin chưa. 15 xám nhé, chị nào lấy 15 xám. Ok, chị nào lấy 15 xám, chốt 15 xám.
Nguyên đọc là toàn bộ là số ký quay đầu á chị em mình, để ý chút cho nó dễ hiền. Đọc toàn bộ là số ký quay đầu đấy chị em mình nha. Trong đó còn bao đồ bán không chị? Xanh xanh 17, ok chị Lành Lê. Xanh 17, xanh 14. Xanh 14, xanh này đẹp, xanh dương này đẹp. Xanh 17 và xanh 14 nha. Xanh không? 7 xanh 17 và xanh 14. Chị nào lấy cái này lên xanh 17 hoặc là xanh 14 luôn dùng nguyên 79k. Xanh 17 và xanh 14. Bỏ xuống cho nó đẹp. Bi xe 15. Bỏ xuống cho nó đẹp. Thấy cái này à? Bi 15, bi 18. Xanh 17 kìa. Yeah. Từ từ. Xanh 17 này. Ít lắm chị Lành Lê ơi, giờ nó còn ít lắm luôn, nó còn lẻ tẻ sao, mong chờ những đợt hàng sau thôi. Bi 15 cho chị Phan Thị Lan. Bi 15 cho chị Phan Thị Lan 79. Phan Thị Lan 79. Bi 18 cho Sarah Phan. Cam tay 32. Cam 3285. Cam 3285. Chị nào lấy cam 32 lên cam 3285 giúp em nhé. Cam 3285 đi 18 tiếp. Cam 32 85k. Chị nào lấy cam 32 chút lên cam 32 giúp em nhé. Cam 3285. Cam 3285. Cam 32 cho chị Ngọc Anh Trương. Cam 2528. Cam 2528 85. Cam từ 25 đến 28 ký 85. Cam 2528 này. Đỏ 17. Đỏ này trai gái gì mà cũng được hết. Con đỏ này trai gái gì mai cũng được hết nhá. Chị nào lấy đỏ 17 lên đỏ 17 nè. Đỏ 17 nhá. Chút lên đỏ 17 nè. Đỏ 15 nè. Trai gái gì mai cũng được con này hết chị em mình nhá. Đây. Đỏ 17, đỏ 15. Chị nào lấy đỏ lên đỏ dùm nguyên nhá. Đỏ 17, đỏ 15. Và đỏ 16. Đỏ 17, 15, 16. Cam cho chị kia mọc quá. Mười bố, xám mười bố. Đã 15 cho chị Phan Thị Lan. 15 cho Phan Thị Lan. Rồi đây nông dung mã xám 14. 14, 15 mang được cái nào hết. Xám 14, 15 79. 6 14 15 79, chị nào lấy 6 14 15 79 lên luôn dùm đi. 6 14 15 79. Pilama đang tặng hết nha chị ơi. Đang tặng hết. 6 18. 6 18, chị nào lấy 6 18 chút 6 18 luôn dùm nguyên. 6 18 nha. Comment lên 6 18 luôn dùm nguyên. 6 18 nè. 6 14 15 nè. 18 cho chị Ngọc Anh Trương nè. Ngọc Anh Trương nè. 8 xe 15 nè. Rồi lên dùng mã xanh xe bự nè. Xanh 30 nè. Xanh 30 nè. Chị nào lấy xanh 30 chút xanh 30 giúp đi nha. Comment mã xanh 30 nè. Xanh 15 nè. Ừ ok. Ok nha Diễm Nguyễn nha. Và xanh xe 16. Xanh 15 này. Xanh 16 này. Cái này gái này. Váy 37 này. Nãy chị nào chưa có váy 37 lên lại gái 37 gì nhỉ. Gái 37 nha. Gái 37. Chị nào lấy gái 37 lên gái 37 giúp Nguyên này. Gái 37 đang 1 này. Gái 37 đấy. Xe to đấy.
nào lấy gái lên gái. Nay chốt chị ơi. Nay nha chị Sư Phạm ơi. Xanh 30 cho chị Liễu Huỳnh. Xanh 30 ra xã. Nếu 37 rồi 30 Liễu Huỳnh. 14 15 hồng. 14 15 hồng 79. 14 15 hồng 79. 85 chị Bông ơi. 85 ca. 85.000. Tiền gì? Bờ ra hả? Hai dây một, hai dây hết rồi. Hai dây còn một cái màu nâu màu xám. Ok để cho chị Bông Nguyễn kìa. Xanh 30 em hết rồi chị ơi. 20, xanh 20 ký. Xanh 12 79. Cài phía sau đằng trước. Đằng trước, đằng trước. Gái 18 mà. Cái 67. Trong bao kia có 67 nữa. 18 kg hồng. Ui. 79k 18 kg hồng. 79 nha. 18 kg hồng 79. Chị nào lấy 18 kg hồng 79 đây. Con này nó thật sự chắc rất là sướng luôn. Ưa nhất con này. Ưa nhất con này. Tay này dành cho bé nhà mình. 17 kg của quay đầu, 17 kg quay đầu. Con này ở trong của nó là lông mềm. Con này chắc đã luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dưỡng mã xanh. Xanh nha, chị nào lấy xanh xanh xanh. Mát. Chị. Xanh cái kia một nữa. Hỏi Huyền. Chị nha. Huyền chị cho, phải chị xanh. Hai bố còn ít. Cái này 15 quay đầu đây. Cái này 15 quay đầu. Okay. Chị nào lấy cái này lên mã xanh 15 quay đầu. Trời uống miêu miêu ngủ rồi. Xanh 15 quay đầu. Xanh 15 không phải mã đó. Không nhìn con đừng có kiếm chuyện nhìn. Đây xíu thôi chị em mình nhá. Xong cái này mình em mình. Còn đồ lớn để tách ra giao cái like tối luôn giao đi. Tay cũng ngủ rồi. Tách ra cái like tối luôn nha. 18 kg nè. Đáng cửa chưa? Lên mã xanh thang 18. Mã điều hòa nó cũng đáng cửa chưa? Xanh thang 18 để em lấy cho. Rồi còn một cái này nữa. Lên mã viền này size 40 luôn. À size 37. Làm size 37. Viền này size 37 cũng ok. Hàng luôn. Như vậy. Rửa cái còn mạng đi. Nha trẻ mà nó. Hàng trẻ mình đồ lớn thì lai lai tối nha. Chờ đồ nam rồi thì lai tối cho trẻ mình nha. Rửa mẹt, rửa mẹt. Rồi, mới tắt lai nha. Tiền cho chị Ngọc Anh Sương. Em 50kg em mang được. Cho chị Ngọc Anh Sương nhé. Ok, chị Ngọc Anh Sương. Em đi lái cho. Được tông đi. Được một tông nha. Tiền cho Ngọc Anh Sương. Này đi cho em đi. 85. Rồi ok, bye bye chị em mình luôn nhé. Hàng trẻ mình lai tối nhé. Tối lai sớm nhé. 7:30 nha chị em mình ơi. Đồ lớn 7:30 nha chị em mình nha. Đâu cái bút lông chị.